Em cũng ít tiếp xúc với Lữ lắm. Em là em chở mẹ em qua nhà anh này thôi, nhưng mà em có ấn tượng gì không? Dạ có. Vâng. Em là ấn tượng luôn, ấn tượng không phải ấn tượng tốt. Trên cầu thang xuống mặc cái áo ba lỗ sao nó lại lúng lúng phải chỗ đấy. Xong sau đó là em cũng biết hai bên gia đình hoặc là hàng xóm thôi. Trêu rồi, đi về thôi xong vài hôm thế đi sang. Qua nhà em thì nhà em làm nghề mà, em làm nghề in vải. Cứ qua là cứ sấn vào tự đòi trải vải, hỏi em làm này thế nào thì là làm cùng từ 8 giờ đến 12 giờ đêm. Ôi nhiệt tình quá vậy. Nào các bố mẹ em á thì có ngày đến tận tháng 12 thôi. Mà tâm lý là bây giờ quá lâu quá em chịu không nổi bởi sao làm nói tại vì nó không cho nắm tay không nắm chân nó lại bắt nhịn đúng không? Năm 12 đến cuối năm còn dương là sắp cưới tháng 1 là vợ chồng em là đăng ký kết hôn đó là vào 20 tháng 10 28 tháng 1 cưới là mới đưa vợ em về mà lúc đấy khó chịu tâm lý khó chịu lắm trời ơi đi mà bây giờ cứ cắt giờ phải về khó chịu lắm không có những cái ngày cuối là anh ấy tấn công rất là em tên là Nguyễn Sĩ Tài năm nay em 29 tuổi quê em ở cùng với cả quê chị Hồng Vân à Bắc Ninh hả dạ nghề nghiệp em là kinh doanh sản xuất và bán nguyên vật liệu khẩu trang luôn á thế mà bây giờ là em đang làm việc ở đâu đang làm việc ở quận Bình Tân Hồ Chí Minh à vậy hả nên nói đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ và chào quý vị đang xem đài ạ em tên là Nguyễn Thị Thúy Hương ạ em năm nay 24 tuổi ạ quê em Bắc Ninh luôn đúng không dạ Thúy Hương là chị biết rồi đó là Thúy Cải Thúy Hương là quan họ Bắc Ninh chúng tôi đấy Thúy Vân Thúy Cải quê hương qua đi hỏi đó quê chị có bài hát mà quê núi sập em không có ta không lẽ là trên quê hương núi sập ư câu chuyện tình yêu của các bạn bắt đầu từ đâu đầu tiên là vợ em á mẹ vợ em dẫn tới nhà em tới chơi thôi nhà em là sát nhà anh của chồng em mới biết là mẹ của chồng em với mẹ đẻ em là hàng xóm mới dẫn mẹ em sang để chơi để hàn huyên với cả bà cùng quê đó lần đầu tiên em gặp cô này thì em có ấn tượng gì không mới đầu em gặp thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều sau rồi các bố mẹ rồi này anh bảo là thôi mà quen con bé đó được đấy thì hồi đó em cùng với em đi làm xây dựng thì em cũng ít tiếp xúc với Lữ lắm em là em chở mẹ em qua nhà anh này thôi nhưng mà em có ấn tượng gì không dạ có em là ấn tượng luôn ấn tượng không phải ấn tượng tốt trên cầu thang xuống mặc cái áo ba lỗ mà sao nó lại lúng lúng phải chỗ đấy xong sau đó là em cũng biết hai bên gia đình hoặc là hàng xóm thôi trêu rồi đi về thôi xong vài hôm thế đi sang qua nhà em thì nhà em làm nghề mà em làm nghề in vải cứ qua là cứ sấn vào tự đòi trải vải hỏi em làm này thế nào thì là làm cùng từ 8 giờ đến 12 giờ đêm. Ôi nhiệt tình quá vậy. Em ngày em đi làm rồi xong tối về là em tối về cái làm tắm rửa xong ăn vũ ăn vàng xong em sang trải vải đến 12 giờ đêm xong sáng sau lại đi làm tiếp. Mưa cũng sang. Chứ không là làm không lương đúng không? Rồi đấy. Có nghĩa là một tuần hình như 7 buổi là như em qua cứ có lâu lắm có việc gì bận lắm thì em mới ở nhà thôi. Còn không hầu như là qua đủ 7 buổi luôn. Chủ nhật là nghỉ là sáng ở nhà là sẽ lau dọn nhà cửa xong là chiều ăn cơm xong là chiều sang em. Ăn làm xong là tối đến bữa tối lại chạy về nhà ăn cơm. Chạy nhà ăn cơm xong lại chạy sang em làm có tiếp. Nghĩa là đấy nhiệt tình quá. Ăn cơm nhà mà vác tù vàng là ông này đây. Hay đi chơi được nhiều không? Từ đầu năm đến giữa năm thì cũng ít đi chơi lắm chị. Quen khoảng độ 4 5 tháng mới được nắm tay. Chính xác là bao nhiêu lâu thì yêu nhau chính thức mà coi như là bố mẹ biết luôn. Tại vì cứ ngày nào anh cũng qua vậy á. Thì tình dần dần hai vợ chồng bắt đầu có tình cảm nó gọi là như một thói quen rồi. Đúng không là ngày nào em cũng thấy ảnh chứ. Đúng rồi ạ, hôm nào mà không sang ví dụ 8 giờ mới làm về đến nhà. Ông này em ơi, hôm nay anh mệt quá. Chắc anh không sang em được đâu thì em sẽ nhắn tin là vâng. Sao lại để điện thoại một chỗ em không nói gì hết. Ví dụ bình thường em nhắn tin á, mà hôm trả lời tấp lập lắm. Hôm nào mà em kêu mệt không sang được đâu, nhắn tin là má không trả lời luôn. Thế là em phải mò sang. Còn là phải cô như bẩn cỡ nào cũng phải mò sang. Em nhắn tin tiếp mà không kịp trả lời luôn. Thế là xong là lại phải thôi sang, phải nhớ lại lại sang. Nhưng mà thế là nhớ mới sang thì em đâu có làm gì đâu, em cũng trả lời là vâng rồi. Thế là anh nhớ quá anh sang anh thiệt chứ. Anh kêu ai? 4 tháng em mà lấy yêu, được đâu 2 3 tháng sau thì em bảo là bố mẹ em đem chầu cao sang luôn. Này thế nào các bố mẹ em á thì có ngày đến tận tháng 12 thôi. Mà tâm lý là bây giờ lâu quá em chịu không nổi bởi sao làm chịu nổi tại vì nó không cho nắm tay không nắm chân nó lại bắt nhịn đúng không tháng 12 đến cuối âm cuối dương là sắp tới tháng 1 là vợ chồng em là đăng ký kết hôn đó là vào 20 tháng 10 28 tháng 1 cưới là mới đưa vợ em về mà lúc đấy khó chịu tâm lý khó chịu lắm trời ơi đi mà bây giờ cứ cắt giờ phải về khó chịu lắm không có những cái ngày cuối là anh ấy tấn công rất là anh gọi điện là em ơi hôm nay tối em có làm không thì em bảo là không em không có làm đâu hôm nay phải tăng ca rồi chắc anh không về được vâng anh tăng ca đi thế nghĩ thế nào đến lúc tối lại thôi bỏ tăng ca lại về nhà sợ em ở nhà rảnh rỗi thế nào lại về chở em đi chơi đến lúc tổ chức đám cưới rồi là hai vợ chồng biết thiệp đi mời đám cưới là chồng em rất có duyên chồng em dẫn em đi mời bạn đi đám cưới nhưng mà vừa mời bạn xong ra cửa em ơi bé này ngày xưa thích anh đó làm rồi là không ạ em để ghim đó cưới nhau về rồi hai vợ chồng đi ăn súp cua ở cái đường đó em ơi đường này đồ ăn ngon lắm ngày xưa con bé bạn học mày cứ nó cũng thích anh đó ở ngay đây này trời ơi ăn hết lỗi luôn nhưng mà em ghim rồi giờ đi về đến nhà hai lần giờ lấy nhau về rồi anh ngày xưa anh thích cô đó hả chứ không nó thích anh mà nó thích thế anh có rủ nó đi đâu chơi chưa có đi uống nước không em là em nói rất nhẹ nhàng em khơi cho hết khơi ra bằng hết lúc khơi hết rồi em mới xử ngày xưa dám thế này à em mới nhéo mới như thế này em mới lúc mới đầu em moi rất nhỏ nhẹ thôi nhưng mà xong moi hết rồi em mới xử lúc từ xử thì xử mặt vợ em cứ bảo là
anh có cái gì xấu em hay thành thật khai hết đi. Đấy là em cũng thật thà, em khai hết rồi. Rồi bây giờ cưới nhau về rồi lâu lâu có bị hớ không? Thỉnh thoảng cứ gài gài chuyện cũ, hôm nào mà chồng không có việc gì. Ông ấy có tật mê gái. Ông ấy có tật mê gái. Là gái đẹp mới đi qua là kiểu gì cũng phải nhòm phát, kiểu gì cũng phải nhìn phát. Nên là em quen rồi, bây giờ là cứ gái đẹp của anh ơi, gái đẹp kìa kìa, gái đẹp kìa. Để em chỉ cho nhìn luôn, biết là giờ không dám nhìn. Thôi nói chung là ông sợ. Chỉ em nhìn xong là còn cấu em nữa chứ. Hai em coi như là cưới nhau được 2 năm 6 tháng. Và cái đêm tân hôn là rất là đặc biệt đúng không? Thì á, cô này là rất khó. Anh nghĩ là chắc các bạn là để dành cho đến đêm tân hôn đúng không? Không, để dành thì thực tế là không, với hôm sinh nhật của em là vợ chồng em đã trước đấy rồi. Là hôm đó em bị rượu á. Trước đám cưới mấy tháng? Khoảng hơn 2 tháng. Là hôm đó sinh nhật của anh ấy là em có làm bánh kem đi ăn để chúc mừng sinh nhật, nhưng anh ví dụ là em ơi ở đây gió lắm, thổi không được nến đâu. Em ơi đi vào đây thổi nến. Đi vào thổi nến nhưng mà thổi xong anh không ăn. Anh sẽ ăn khác. Sinh nhật hai đứa thôi. Vâng, em bảo là ở ngoài này thì bây giờ trời sáng này thì thổi nến thì đâu có thú vị gì đâu, thì phải có chỗ tối thì mới thổi nến được. Thì thôi em bảo là thôi thì cứ vô đại đây thì thổi nến thì có gì mà mình cùng ăn sinh nhật chung. Thì hồi đó là thứ nhất là bố mẹ em cũng thứ nhất là đem chầu cau qua rồi nên là cũng hỏi rồi, nên là cũng không phải là mình quen biết thông thường thôi. Nên là lúc đấy là bánh kem thì cứ chọi nhau xong rồi nó cùng có ăn bánh kem đâu, toàn ăn thế là cuối cùng lãng mạn quá còn gì nhưng nữa. Nhưng mà khó chịu lắm chị ơi. Sao khó chịu? Tại vì có em rất là khó, em chỉ cho đi giờ đi chơi đến 10 rưỡi, 11 giờ là phải trở về đến nhà. Lúc đấy này còn phải cái bánh kem này nọ vô đấy chỉ được có tiếng hơn tiếng này phải về rồi, mà tâm lý anh bảo mới mà khó chịu lắm, một tí thế đâu có được đáng là bao nhiêu đâu. Vợ chồng em mà phải chờ đến cái hôm tân hôn là mới được về chung với nhau. Là đến hôm đấy mà có mấy hôm là vợ chồng em làm gãy cái thang giường. Mấy hôm? Có nghĩa là lúc mua về giường về thì em là để đến đêm tân hôn, nhưng mà mấy hôm sau em phát hiện ra là gãy thang giường rồi mà không biết là gãy lúc nào. Gãy mà đến nỗi hai vợ chồng sợ quá, phải đợi bố mẹ sợ chồng phải... đi đâu cũng có nhà mới dám đem đi dục. Đem đi dục chứ không sợ lúc đấy em hiện ra thì xấu hổ lắm. Thế là phải giấu. Đấy là em nhịn biết bao nhiêu ngày tháng rồi đấy. Chùa trước đi thì đâu có thời gian mấy đâu. Chế mà đúng chế không? Lắm. Anh này đi chơi với em là đi đường là lựa toàn chỗ nào sóc để đi vào thôi. Lựa sóc xong rồi để đi để xe nổng xăm. Xong để chờ. Mà xe có một cái tật là xe mà đi mà gần hết xăng không bao giờ đổ. Đi qua cây xăng nhưng chưa cái xăng này nhỏ. Và đi tiếp lúc này. Ôi quên không đổ xăng rồi. Đi qua mà may sao mà chúng em quen nhau 1 năm mà xe đi lúc nào đi cũng trong tình trạng hết xăng, mà may là chưa bao giờ phải dắt bộ. Em toàn dọa là nếu mà phải dắt bộ là em ngồi trên xe mà anh đẩy đó. Thôi bây giờ là sẵn đây nói luôn tật xấu đi. Từ lúc cưới về tới bây giờ là anh ấy bao nhiêu tật xấu lòi ra? Ngày xưa là chiều chuộng em nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn. Đi chơi đúng không? Dạ. Bây giờ bớt chiều rồi, chiều bớt lại rồi. Giờ bây giờ cũng bớt chiều lại rồi à? Tại vì bây giờ là chúng em mở nghề ra nào cũng nu vô công việc lắm, cũng không có thời gian. Ai cũng thế. Áp lực đè lên chồng em thì chồng em này em lại có con nhỏ thì nhiều khi ra hai vợ chồng hay cãi nhau. Thời gian này vợ chồng em mở cái xưởng thêu. Em vừa buôn bán khẩu trang nguyên vật liệu, em lại còn có một xưởng thêu lụa quần áo trẻ em nữa, người lớn nữa. Vậy cũng không phải là tật xấu. Có mê ghen không? Có mê cái gì ngoài vợ không? Hay ghen. Trời ơi, ví dụ như em mà đi ra ngoài, nó em có bộ đồ mới hoặc là em trang điểm một tí là đi ra ngoài là em đi đâu vậy? Em đi một mình hả? Đi ra ngoài không có được nhìn người khác nha, không được nhìn thằng khác nha. Lúc nào vợ đi ra ngoài là cũng đe câu là không có được nhìn thằng khác nha. Em chỉ trêu là đi ra ngoài có chồng mới được mặc váy ngắn. Em mà đi một mình là không cho em mặc váy, phải mặc quần, phải mặc áo khoác. Mà còn có chồng thì được. Có chồng thì mặc cái gì cũng được, đi đâu cũng muốn rủ vợ theo hết. Em đi đâu là hai vợ chồng tắm chung. Rất là hay giận. Ngày xưa hai vợ chồng mới lấy nhau về mà em ở nhà thì em tắm trước, đi về hỏi em tắm chưa, em tắm rồi, thế là giận. Dỗi vô cỡ ngay và liền. Giận luôn. Rồi ở nhà có chăm con không? Có chăm con, nhưng anh có cái tật anh hay cắn lắm. Ngày xưa em hay cắn anh, bây giờ lấy nhau về em không cắn hơn, bây giờ anh chuyển sang anh cắn em. Anh cắn em xong anh cắn con mà đến nỗi con nó sợ, nó không muốn chơi với anh luôn á. Em hay mê mông nuôi con vào mông hết, thấy mông cưng quá là cứ về là cứ cắn mông không à. Không có cắn mông con mà mẻ răng luôn á, thật sự mà nói á. Thôi. Rồi em muốn thay chồng em thay đổi cái gì không? Em muốn chồng em nắng mạn hơn một xíu, chiều em hơn một xíu và... Giống như hồi xưa phải không? Dạ, thỉnh thoảng thì em muốn thay đổi chồng em là ít bớt chơi game lại. Tại vì bé nhà em đang trong cái tầm tuổi mà nó học hỏi, nó quan sát nó... Mấy tuổi? Nó được gần được 2 tuổi ạ. Hai vợ chồng cùng chỉ bảo con, cùng dạy con thì nó sẽ có cái tình cảm với ba nhiều hơn. Thay vì ba dọa cắn nó thì ba hay dạy nó nhiều hơn. Ba dọa cắn là nó chạy đi mất tiêu chứ nó không có gần ba. Rồi giờ tới em đó. Thì cô ấy có tật xấu gì? Vợ em này tật xấu, trước thì bát đũa là tinh tươm lắm. Lâu ngày sinh ra cái tật là chén bát là toàn để đến hôm sau mới rửa. Bát đũa rồi quần áo thì như là giặt xong thì hôm nay giặt là mai mới phơi. Em đánh giá là vợ em là chăm con cẩn thận. Còn gì nữa không? Chu đáo rồi. Ngày xưa bầu đánh giấm thối kinh khủng. Trời ơi, vô trong mà cái nhà tắm
mà bà làm 5 quả trong đó mà hai vợ chồng em tắm chung. Thôi rồi em chết sạc luôn, mà em muốn chui ra bà đâu cho chui đâu. Bà chốt, chốt rồi bà căn cửa bà cho em ra. Trời ơi, em ở ngoài trong đấy là có nghĩa là nó không quay đi đâu được, nó không bay đi được. Chết sạc là cái công viên nó rất là nhỏ. Vâng, không gian rất là nhỏ, không bay đi đâu được. Bảo. Em bảo là thế này, cái lần này chắc phải nhắc đến già với các đời các cháu thôi. Chứ không này sợ lắm. Trời ơi, nhân đây thì mong muốn thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn là vợ em này là nhất này yêu thương chồng nhiều hơn. Này mấy này bát cũng có thể ăn xong thì rửa liền, cái quần áo thì phơi liền thế thôi. Nghĩa là làm còn gì là làm hết luôn, làm hết không luôn, để không để dành, không để dành việc thế đâu. Còn mọi thứ thì nói chung là em tật xấu khác thì em cũng chịu được, kể cả vấn đề mà thả bom này em cũng quen rồi. Thả bom thì không sửa được, nhưng cái cơn nhưng mà không, bây giờ em bớt lại rồi, bây giờ em không nữa, mà bây giờ thành chồng em. Em với con em đã đang nằm trong phòng cùng chồng em, xong rồi đắp chăn mà chồng em đã thả, nhưng mà thả xịt, xong rồi hãy tức là một hãy. Cái là bom bi, cái bom B52, nói chung là con nào cũng là bom, sợ quá. Không, nói nghe nè, chắc là em mệt cái gì em mới không có phơi liền hay là rửa chén đúng không? Dạ là con gái con nhỏ là đảm lắm, nhớ không mà cho con đi ngủ xong cái em mệt quá em nằm ngủ mất tiêu không biết luôn á. Là thành ra công việc này để sáng sớm hôm sau là khi mà chồng em với con em vẫn còn ngủ này em sẽ xuống em dọn. Thì chồng em là không muốn là sáng sớm xuống dọn, là chồng em là muốn là phải dọn ngay để sáng hôm sau thì ví dụ cả nhà hai vợ chồng cùng dậy á, thì sáng sớm mới này em xuống dọn thì còn chồng với con thì chồng ngủ dậy không thấy vợ thì khó chịu đúng không? Có cái tật nữa là ngủ lúc nào cũng bắt em phải gác. Gác mới ngủ được, còn em mà không gác là không ngủ được. Thành ra là 1 năm, 2 năm trời là thành ra tạo cho em cái thói quen là bây giờ hai vợ chồng mà có cự lộn cãi nhau á, mà đêm em không gác này em ngủ không ngon, em cứ quay ra vào một ông này thì ngay ngay ngủ được. Luôn ông này ngủ luôn. Nhưng mà em thì này không gác không chịu được nữa rồi. Bây giờ thành ra em không quen rồi. Có nghĩa là em chỉ thích vợ em gác thôi. Có nghĩa là hai vợ chồng ngủ là phải gác vào ôm nhau. Em nhưng mà con em là nó ngủ riêng hay là ngủ chung? Con em ngủ chung với hai vợ chồng. Ngủ chung coi nào, gác lộn qua nó không? Dạ không ạ, bé là nằm một nửa giường còn hai vợ chồng, nhiều khi đó em nằm gì xong em đẩy chồng em ra xuống đất luôn. Vợ nó mệt quá thì thôi mình dốn cho vợ. Chồng em rửa xong em vẫn phải rửa lại à, nên là thôi để luôn đi. Còn đồ thì không phơi nó bị hôi, giặt nó không có thơm. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Cái đồ quần áo thì là chỉ có hạ cho mình thôi, tức là mai nó không có thơm thôi. Dạ. Còn chén đũa thì dốn được thì dốn. Giải quyết luôn. Dạ. Đúng cả đêm ông lên ông la ông liếm sợ lắm. Dạ. Đúng không? Dạ. Thế thôi. Qua chương trình thì vợ chồng em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến bố mẹ hai bên. Khi mà vợ chồng con mới lấy nhau thì cũng có cháu sớm nên là cũng có nhiều cái hay bị lục đục. Hai vợ chồng hay cãi nhau thì khiến bố mẹ cũng hơi buồn và vất vả. Thì vợ chồng con cũng xin lỗi bố mẹ và sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn và để chăm cháu tốt hơn. Là hai vợ chồng hạnh phúc để bố mẹ không phải lo lắng. Con muốn thông qua chương trình con gửi lời cảm ơn người mẹ đã sinh ra con. Con yêu thương mẹ nhiều lắm. Con chỉ muốn nói một điều là mẹ ơi, con mãi mãi vẫn là con ngoan của mẹ. Con không phải để cho mẹ suy nghĩ nhiều về con. Trời ơi, cảm ơn tụi em. Cảm ơn em nhiều. Em tên là Đức Thịnh, năm nay em 27 tuổi. Em đang công tác tại đoàn các khu chế xuất và khu công nghiệp thành phố. Thế còn em? Dạ, em tên là Diễm Trinh, em 27 tuổi, em đang là kế toán. Thế à, hai bạn là quen nhau trong một trường hợp nào? Đó là em đi chùa Hoằng Pháp. Trưa nắng thì em kiếm một cái ghế đá để em ngồi. Thì lúc đó em thấy vợ em đang ngồi ngay ở cái ghế đá mà ngồi sâu mấy sâu chuỗi ra. Anh thấy sao cô bé này tự nhiên mà nhìn nó hiền mà nó đẹp, đẹp quá, đập vô con mắt em vậy đó. Xong rồi các em mới hít hơi tới cái làm quen. Lúc đó em hỏi là bạn ơi, cái này là bạn ngồi bạn làm gì vậy? Vợ em đâu có thèm trả lời em đâu. Vợ em nói xỏ sâu chuỗi. Rồi cái rồi sao? Em cố gắng em có nói bạn ơi mình cũng thích xỏ sâu chuỗi lắm. Có gì bạn chỉ cho mình cách xỏ sâu chuỗi với. Rồi trả lời sao? Dạ lúc đó thì em không có để ý tới ảnh. Cái nói với em hỏi là chỉ cho mình với. Thì em nghĩ là đàn ông mà đi xỏ chuỗi thì em nghĩ chắc là cũng hiền, cũng đàng hoàng thì thôi em ngồi em chỉ. Xong cái lát cái hỏi xin số điện thoại em. Mới hỏi là bạn làm gì. Nói với em là mình làm giáo viên. Cái em mới nói được quá, giáo viên thì chắc cũng phải đàng hoàng. Cái em mới cho số điện thoại. Hồi nãy em nói em là bên đoàn các khu chế xuất đúng không? Dạ, đúng. Sao lúc đó em nổ hả? Em nổ em là giáo viên hay sao? Dạ không có chị. Dạ, thời điểm đó em là giáo viên. Tới tháng 8 năm 2014 thì em mới đổi công việc khác. Rồi bây giờ sau khi có điện thoại nhau rồi thì sao? Dạ thì lúc đó thật sự là em cũng còn đang quen người bạn gái cũ. Nên lúc đó có giữ số nhưng mà sau khi mà em đã chính thức chia tay rồi thì lúc đó cũng buồn. Em mới nhắn tin với lại vợ em là hỏi xỏ sâu chuỗi như sao, xong rồi hai đứa rồi vẫn tiếp tục nói chuyện. Hai tháng sau là quyết định là lần đầu tiên là rủ nhau là đi uống cà phê. Rủ em đi uống cà phê thì em đã không định đi rồi. Cái xong cái nói là có bạn chụp hình, em thì em thích chụp hình, em thấy vậy em thích quá. Xong cái em mới nói cũng được, cái em cũng dắt theo ba đứa em cho nó an toàn. Rồi sau đó rồi biết tới bây giờ biết xỏ sâu chuỗi không? Dạ
Dạ chưa. Ờ hay quá ha. Chà. Thế thì hai bạn là quen nhau bao lâu thì mới đám cưới? Dạ tụi em quen nhau được chính thức là 2 tháng thì em ngỏ lời cầu hôn vợ em. Tụng tóc hay sao vậy? Lấy nhau bao lâu? Tụi em mới lấy nhau được 6 tháng à. Quen nhau hay hả? Mà sao quen nhau 2 tháng mà đòi cưới? Thật sự em cũng rút kinh nghiệm đều là thôi giờ quen tìm hiểu nhau rồi chi cũng mệt mỏi quá, nó thôi giờ yêu là cưới. Cái đó là một cái lý do đơn giản là yêu là cưới hay là còn một nguyên nhân nào khác? Dạ không, em chỉ có đúng nguyên nhân duy nhất là yêu là cưới. Cái thứ hai là em thấy cô này đẹp là phải là của mình. Rồi em đồng ý luôn chứ. Em thì dưới quê là ba mẹ em mất rồi, chỉ có ông bà nội là lớn nhất thôi. Thì muốn hỏi cưới hay muốn làm gì thì xuống dưới quê em hỏi. Chứ em không có tự quyết định được. Cũng nghĩ là mình nói vậy thôi chứ cũng như là thử lòng. Em sợ là bạn này giả bộ xạo với mình vậy để cho mình tin bạn. Ai ghè đâu làm thiệt chị. Ờ đi xuống luôn. Dẫn ba xuống nhà em luôn. Xuống dưới dẫn ba em xuống. Dạ lúc đầu thật sự mẹ em là phản đối kịch liệt. Mẹ em nói giờ mày lấy con người ta về mày làm khổ con người ta thôi. Cái em hứa đề là bây giờ cho con lấy vợ đi, con hứa con thay đổi. Mấy gì em tác động vô nữa, rồi ba em cũng tác động. Nên là đồng ý là ba em xuống dưới là nói chuyện với gia đình ở dưới. Rồi xin cái là cho. Xin cái là cho. Nhưng mà tới lúc mà đám hỏi xong thì bắt đầu ở dưới mới bắt đầu xảy ra nhiều chuyện. Chuyện gì? Dạ chuyện gì là lúc mà ba bạn xuống thì không có gì. Nhưng mà sau đó lúc mà nguyên gia đình của bạn đi xuống với nhà em á, thì do là cái cách nói chuyện, cái suy nghĩ của mấy cô em với lại của mẹ chồng em á, không có hợp với nhau. Xong rồi cái tự nhiên đám hỏi xong rồi, cái gần đám cưới lại nói với em, cô em điện lúc đó em làm trên này, nó điện nói với em là mày đừng đám cưới nữa. Mày quản đám cưới lại đi, còn không á thì mày nói sao cho đừng cưới nữa. Em không biết lý do tại sao, em mới nói là sao mà cô nói vậy, tại vì ông bà nội đồng ý rồi. Nói với em là hả, tao thấy nó quen không bao lâu rồi đi làm giáo viên rồi đủ tiền lo cho mày không? Em cũng không nói cho anh này biết. Tới một lúc cứ nói em vậy hoài, em không biết là phải làm sao. Em mới điện em nói với anh này là thôi bây giờ anh nói ở nhà là đừng cưới nữa. Em không muốn đám cưới nữa. Rồi em sao? Em nghe vậy em sốc không? Dạ lúc đó thật sự em rất là buồn chị. Tại vì mọi chuyện xong hết là đám hỏi rồi, chỉ cần tới định tới ngày cưới thôi, đùng cái nói không đám cưới nữa thì thật sự em rất là buồn. Em khuyên vợ em là thôi bây giờ cứ cố gắng là thuyết phục đó mấy cô đi, rồi biết đâu là mấy cô từ từ cũng sẽ hiểu anh thôi. Thì một phần là em cũng xuống dưới là em muốn nói chuyện với mấy cô, rồi nói chung em cũng cố gắng em làm cho mấy cô hiểu em hơn. Cũng may mắn là đám cưới được diễn ra như cái dự định. Có nghĩa là quen nhau cho đến cưới là vỏn vẹn là 6 tháng à? Dạ 2 tháng quen nhau thì tới 2 tháng sau là xin cưới. Nói chung là từ ngày tụi em quen nhau cho tới khi tụi em cưới là đúng 1 năm. Rồi bây giờ các em là ở nhà riêng hay là ở bên gia đình chồng? Dạ ở với gia đình chồng. Dạ em may mắn là ba mẹ chồng thì rất là thương em. Thương như là con nhà vậy, nên em sống bây giờ em cảm thấy là rất là hạnh phúc. Còn ngược lại gia đình em thì coi chồng em sao? Dạ bây giờ khoảng cách giữa mấy cô em với chồng em vẫn xa vậy, không hợp. Không hợp. Nhưng mà cái ngày đám cưới các cô có dự không? Dạ có. Mà bây giờ là vẫn còn khoảng cách với chồng? Nói chung thì cô em thật sự là rất là thương con cháu. Nhưng mà đôi khi cô em quá là nghiêm khắc đi. Dạ em mong muốn sao? Em có mong là cô em coi em giống như là con cháu trong nhà không? Dạ thật sự thì em rất là biết ơn các cô em đã đứng ra lo cái đám cưới này cho tụi em. Và thì em cũng muốn mấy cô là hãy coi em như là con cháu ở trong nhà. Khoan chị hỏi đó nè, đã bao giờ em nói điều này trực tiếp với các cô em chưa? Dạ chưa. Chưa đúng không? Dạ. Nhân cơ hội ngày hôm nay trên đây, em cứ mạnh dạn mà nói những điều mà em cần nói với các cô. Đáng lý ra em phải nói sớm hơn, em nói trực tiếp. Nhưng mà thôi chưa nói thì nhân ngày hôm nay á, mình nói đi để các cô hiểu. Rồi sau đó nữa, sau hôm nay nữa thì chị mong là em cũng sẽ gặp trực tiếp các cô để em nói lại một lần nữa. Thì chị nghĩ rằng sẽ thành công thôi. Dạ đầu tiên là con gửi lời con cảm ơn các cô đã đứng ra tổ chức cái đám cưới cho vợ chồng con. Thì con biết là do cách sống của hai nơi nó còn khác nhau. Bởi vậy con mong các cô hãy từ từ hiểu vợ chồng con nhiều hơn. Vợ chồng con hứa là sẽ quan tâm tới gia đình ở dưới nhiều hơn nữa. Và mong rằng cái khoảng cách giữa hai nơi nó càng ngày nó càng hẹp lại. Trong cuộc sống gia đình á, cái khổ tâm nhất của những cặp vợ chồng á là chưa được hòa hợp giữa gia đình chồng và gia đình vợ. Thôi thì chị cũng mong rằng á là sau chương trình này á thì là các cô sẽ hiểu được chồng em và coi chồng em như là con cháu trong nhà. Rồi, bây giờ nè, sau khi lấy nhau về rồi, vậy thì em phát hiện ở cái cô vợ mà trong mắt em là hoàn hảo đó, dạ, thì cổ có cái tính xấu gì không? Dạ có anh. Dạ, cái thứ nhất là vợ em hay cáu gắt lắm anh. Do tính chất công việc của em, đôi khi em hứa mày không làm được, cái về vợ em cáu gắt với em liền. Cái đó cáu đúng không nội? Ông hứa ông không làm được, bữa người ta không cáu. Ê, có hung dữ không?
Dạ, ở nhà vợ em hay gọi là hơi men chút. Tại vì á hả, thà là đừng có hứa với em, tự nhiên hứa với em xong cái làm cái khác là em không có chịu. Đúng rồi, chị cũng vậy đó. Toàn hứa không mà chị như là hứa với em là thường xuyên đi du lịch lắm, sẽ dẫn em đi du lịch. Giờ em muốn đi Vũng Tàu. Nói em thôi đừng có đi, đi biển á hả xa lắm. Mẹ hả biển giờ đâu có đẹp đâu. Thôi đừng đi tốn tiền lắm. Nói chung á là họ hứa đúng không? Dạ. Đúng không? Vậy là đứng về phía phe của vợ, coi như em bị thua một không đó. Thí dụ như bây giờ em nói em không dắt vợ em đi biển, nhưng mà bù lại em nói thôi em ơi đi Đà Lạt đi. Không, cho nó nghĩa là không hẹn không đó đi biển. Đi biển mà mắc cười đó lên rừng. Nhưng mà hứa với em là dẫn em đi biển. Em thích đi biển đúng không? Em thích đi biển đúng không? Đó thì bây giờ vợ thích làm sao thì chồng chiều vậy. Giờ anh hỏi em nè, trong mắt em vợ em đẹp không? Vợ đẹp. Đẹp sao không chiều lòng người đẹp? Thì cũng phải có cái mà mình chiều được, nhưng mà có cái ngoài khả năng mình đâu có chiều được. Hay là em không biết lỗi bởi vì em sợ đi biển? Em cũng muốn đi biển nhưng mà cái tính em thì thật sự là em hơi tính toán một chút. Ví dụ như em đi một cái chương trình á, lên đi du lịch thì em sẽ lên một kế hoạch rõ ràng. Ví dụ như đi xe bao nhiêu, ăn uống như thế nào, ở đâu em lên lịch đầy đủ hết tại nhà luôn. Sau khi em cân đông qua đếm lại em nói thôi mày đi Đà Lạt nó đỡ thôi. Trời, trời ơi, là trời. Có lý do. Còn thích đi biển không? Dạ còn chị. Bắt chồng hứa đi. Tụi chị làm em chứng. Em sợ quá. Hứa em thấy chưa? Trời ơi, bây giờ em làm sao để vợ em tin là em sẽ làm, em không hứa nữa. Nắm tay hứa đi. Nắm chắc nha. Anh hứa với em là từ đây tới cuối năm anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để đưa em đi biển. Để ý nhớ làm nha anh. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Không phải là em hứa lèo đâu. Nhiều khi trong cái công việc của em nó có tính chất, ví dụ như em nói là alo em ơi tối nay mình đi ăn nha. Cái nhưng mà đùng cái chiều nay sếp em nói họp thì phải họp. Nên em không có dắt vợ em đi được. Thì em cũng mong là vợ em cũng thông cảm cho cái công việc của em. Thế còn em? Em chỉ cần ảnh tự lo cho bản thân anh chút. Vậy là được rồi. Trời ơi, vậy sao vậy chứ? Tức là vậy, bản thân em là giờ em đã đang xác định là em có một cô vợ quá hoàn hảo rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì chị chỉ có một lời khuyên rằng đừng bao giờ em để mất cô vợ này. Cái gì cũng vậy, cái sức chịu đựng hay là sự kiên nhẫn hay là sự cam chịu, tất cả mọi thứ đều có giới hạn hết. Chứ nó không bao giờ là vĩnh cửu. Sau này tụi em có em bé thì em sẽ nhân cái, tức là em nhân cái công việc cũng như cái sự chịu đựng này lên 10 lần, 20 lần. Em phải sửa đổi chồng em từ bây giờ để mình chuẩn bị cho có con. Ảnh đồng cam cộng khổ chia sẻ với mình. Dạ, rồi, cảm ơn hai em. Wow, thật sự là hôm nay là anh rất là bất ngờ khi mà hai vợ chồng nhận lời tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Thật ra là hôm trước thì anh cũng có nói với chương trình, anh nói chờ phải chi bây giờ mà chúng ta mời đúng một cặp vợ chồng này là nó đúng với ý nghĩa của chương trình luôn. Tên chương trình Vợ Chồng Son luôn, đó chính là Mạc Văn Khoa. Và ngày hôm nay Mạc Văn Khoa và bé Vi đã xuất hiện trong chương trình Vợ Chồng Son. Chào hai em. Rồi bây giờ đúng gái một con trong mòn con mắt con ạ. Đấy hôm nay nhìn nó gầy thon thả nhì. Vâng, thật sự thì vợ con ngon từ lúc chưa có con cô ạ. Ngon rồi, sau khi có một con thì đúng là ngon hơn. Dạ. Ngon hơn con ạ. Đấy, cô chứng kiến lúc nó chưa có con mà. Dạ vâng ạ. Ngon rồi, lúc ấy cô có nói con là ngon rồi nhưng hôm nay ngon hơn con ạ. Dạ vâng, đúng rồi. Thôi bây giờ mời hai đứa làm một cái nhiệm vụ. Đó là chúng ta chào sân một cái, giới thiệu bản thân mình, công việc, nghề nghiệp để cho khán giả được biết nha. Rồi, xin mời. Vi trước đi. Tại bình thường ở nhà thì vợ nói sau đó thì em mới được nói ạ. Nên là thôi nhớ nhiều vợ chứ. Nói đúng không Khoa? Dạ. Ở nhà em ít nói. Em ít nói lắm ạ. Dạ. Em nhìn ở đây. Không nói, nhìn anh này. Dạ dạ. Dạ xin chào anh Thuận, xin chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Thảo Vi, em là vợ của anh Mạc Văn Khoa. Công việc hiện tại của em là bán hàng online và phụ chồng kinh doanh bún đậu. Thế con nhiêu tuổi rồi? Dạ con. Dạ con 34 rồi. Đấy, em nhìn nó cứ như 24 á. Em không nói tuổi, anh không biết thật em đấy, 34 luôn. Đấy, nhìn nó cứ như là nhi đồng thổi tai ấy nhỉ. Eo ơi, xỉu nhi quá cơ. Bây giờ là Vi phải nói lớn hơn chút xíu. Dạ. Đó, cái micro nó đang bị cụp xuống. Đang đó cho nên là Vi phải nói lớn lên xíu nha. Dạ, rồi dạ. Giới thiệu lại một cái chứ không ghi âm vô không rõ. Rồi. Dạ. Mời. Dạ, con xin chào cô, chào anh Quốc Thuận. Con tên là Trần Thảo Vi, con là vợ của anh Mạc Văn Khoa. Năm nay con 34 tuổi. Và công việc hiện tại của con là phụ chồng kinh doanh bún đậu và bán hàng online. Bây giờ nói thiệt đi, có bao nhiêu cái quán bún đậu rồi? Dạ, tới bây giờ là 9 quán rồi. Trời ơi, thấy chưa? Số đẹp quá chị ơi. Thế nãy tao vừa chúc 100 đấy thấy. Tao chúc 100 rồi, bây thêm giờ một cái nữa là coi như kỷ niệm 10 quán. Đó, con cho đã luôn ha. Rồi bây giờ tới Khoa đó em. Dạ con chào cô Hồng Vân, em chào anh Vũ Thuận cũng như là chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Em tên gì? Xưng là cái gì ạ? Xưng là em mà. Em tên là Mạc Văn Khoa.
là chồng của Thảo Vy ạ. Hai tụi em cũng mới cưới nhau đây ạ. Nhưng mà hôm nay thì tự nhiên lại được tham gia chương trình thì phải mặc bộ đồ cô dâu chú rể. Nhưng mặc vào thì cái cảm giác hơn 2 tháng trước nó lại ùa về anh ạ. Ui dồi ôi, nó hồi hộp lắm anh. Nhưng mà cảm ơn mọi người, tất quý vị khán giả, những người cô, những người anh, những người chị trong nghề của con hôm đấy tới với vợ chồng con. Thật sự tụi con rất là vui và hạnh phúc luôn. Và cũng cảm ơn quý vị khán giả đã luôn yêu thương và dành những lời chúc cho gia đình của em ạ. Em thì là tên là Mạc Văn Khoa, nghề của em là nghề diễn viên ạ. Và ngoài diễn viên ra thì em cũng có buôn bán thêm bún đậu mắm tôm ạ. Thế con năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 30 tuổi ạ. Dạ kém vợ con 3 tuổi ạ. Dạ. Ba đã biết được con sắp 34 ạ. Không hề biết luôn. Dạ. Anh không hề biết luôn. Cô phải nói thật với con là con như là con già lắm cả. So với vợ con thì con già lắm ý. Dạ vâng, thật sự thì con cũng kém tuổi hơn vợ con, cho nên là con cô nhiều khi con make up hay mặc đồ con cũng muốn mặt nó già đúng tuổi xíu, một chút xíu. Chứ thật sự nhìn mặt con rất là non cô ạ. Không, con nói thật. Con đừng ảo tưởng. Bắt đầu kể từ bây giờ giở đi con không cần phải make up gì cả. Ui, con vẫn già hơn vợ con. Con đừng ảo tưởng. Đúng rồi. Anh nói thật luôn, anh tiếp lời với chị Vân luôn. Em không cần phải làm gì nữa. Nhưng em vẫn nhỉnh hơn mấy vị. Dạ, ý là mặt em đè không là đã già rồi đúng không? Đúng rồi. Đã nhỉnh rồi. Không sao cả. Không ai biết đâu. Không phải lo. Dạ không thì dạ, tại mặt con thì nó hơi khắc khổ chút xíu ấy. Lúc nào nó cũng nỗi niềm cho nên là nó hơi đứng tuổi chứ. Nên bây giờ con nó cũng vậy luôn cô ạ. Mặt nó nỗi niềm và nghiêm túc. Mặt rất nỗi niềm. Kiếm được một nụ cười rất là khó luôn ạ. Bây giờ mặt lúc nào cũng trong tâm trạng là chín quán bán đang rất ế. Nhưng mà thật sự chín quán bán vẫn được. Mà nó vẫn nỗi niềm. Mà mặt nỗi niềm lắm mà suy tư mà đi chụp ảnh là nguyên ekip là 3 tiếng đồng hồ là cười đúng một phát. Là con đi chụp ảnh để dán được cái quán bún đậu ấy. Cả trang, cả make up, cả chuẩn bị hết là rơi vào tầm gần 3 tiếng là chỉ chụp được đúng tầm 2 đến 3 tấm là cười được một phát thôi ạ. Ngoài ra là nỗi niềm không? Con phải năn nỉ con ơi, bố xin con cười một tấm thôi để bố dán vào cái quán bún đậu cho nó niềm nở. Gần 3 tiếng cô ạ. Mặt lo lắng hầu lo. Không nhờ thấy thân với bố lắm, cô thấy trong mấy cái clip á. Thân với bố lắm nhỉ? Nhưng mà theo mẹ nhiều hơn ạ. Theo mẹ nhiều. Để ba đi quay suốt mà. Rồi bây giờ nè, thật sự là đó giờ là anh không hề biết là cái chuyện tình cảm của các em đó bắt đầu như thế nào đó. Khoa là mê Vi hay là Vi là fan hâm mộ của Mạc Văn Khoa? Thôi bây giờ kể đi. Kể cơ duyên nào đi. Tụi con gặp nhau. Dạ. Vi kể đi em. Dạ. Khoa nói nhiều lắm. Bây giờ Vi kể đi. Dạ tụi em gặp nhau lúc mà Khoa còn đang thi cái cuộc thi hài à. Là em đi xem thôi, bạn em rủ em đi xem. Tại lúc đó em nói thiệt là lúc đó là có anh Đức làm MC chương trình đó thì em là đem hâm mộ anh Đức cho nên em đi xem thôi chứ em không biết Khoa là ai hết. Dạ hâm mộ anh Đức. Dạ đi xem chương trình hình như chương trình Cười Xuyên Việt. Dạ đúng rồi ạ. Dạ có 2015 á là đi xem thì lần đầu tiên em mới thấy một người mà giả gái mà xấu kinh khủng khiếp luôn á cô. Lần đầu tiên thấy không thiệt mà anh, em nói thiệt là bạn ấy đúng không? Dạ đúng rồi. Mà còn để tóc giống giống em y chang vậy nè, tóc bum bê á. Anh nhớ rồi, anh nhớ hình hài đó rồi. Tấm cám á anh. Dạ. Nó xấu banh nhà lòng. Dạ. May sao? Quá chị lại xem hôm chị lại xem nó ở cái hôm nó đọc thoại mà cái gì cuối cùng là con gửi lời cái gì với bố đó trước ạ. Bố ơi con nhớ mẹ. Bố ơi con nhớ mẹ quá. Đấy thì em xem thì em giống như là em bị ấn tượng, em ấn tượng, em thấy vừa diễn duyên mà xấu nữa, xấu lạ. Đó thì cũng ấn tượng nhưng mà lúc đó chưa làm quen, đến tuần thứ hai em đi xem tiếp. Em đi xem tiếp thì bắt đầu hả diễn nó đứng ở trên sân khấu cũng cứ hay nhìn em ngồi hàng đầu mà hay nhìn xuống em hoài à. Chắc là cũng để giao em lưu lúc đó giao lưu chứ em không phải là cứ người mà thấy gái đẹp là nhìn đâu. Thật sự thì mình giao lưu để mình có cái sự tương tác diễn tốt hơn ạ. Thế nhưng mà sao con lại cứ nhìn Vi? Lúc ấy là con đã ấn tượng với Vi chưa hay như thế nào? Dạ thì thật sự thì khi mà mình đứng trên sân khấu thì tự nhiên mình nhìn ở bên dưới có một cô gái thì tự nhiên là mình thấy cũng khán tượng, mình cũng nhớ mặt trên sân khấu, mình cũng nhớ cái mặt đấy. Mà ảnh thích cái mái tóc. Xong là từ lúc mình diễn xong thì đây là người đầu tiên xin chụp hình với con ạ. Là lúc đấy là con mới vừa được đang chưa được vào làm nghề ạ. Thì từ bé đến giờ là cái người đầu tiên mà lại xin chụp hình mình cho nên là mình ấn tượng ạ. Ấn tượng luôn từ lúc đó. Tức là chụp hình chung với người này là giả gái đó. Dạ không, tuần sau anh. Tuần sau rồi đúng không? Nhưng mà con tả Vi lúc đó xem. Dạ lúc đấy thì cũng tóc cũng kiểu như thế này ạ. Nhưng mà tóc dài một chút xíu và cũng mái ngang ngang thế này. Cũng nhuộm vàng như thế này. Dạ. Đó.
Rồi sau đó thì là ai chủ động coi như là ad Facebook, ad Zalo đồ. Về thì em thấy có giống như là em tìm hiểu đến cuộc thi này xong rồi em thấy tên cái em vô, thấy đăng Mạc Văn Khoa cái em vô, em gửi cái tấm hình mà chụp chung á. Em nói em là người xin chụp hình với anh nè, xong cái qua Messenger nhắn tin riêng. Nói chung là hai đứa cũng để ý nhau. Thôi bây giờ về đi. Sao? Chắc mình phải chào quý vị khán giả. Ủa đi. Sao vậy chị? Trời ơi, đang ngon trớn mà. Không, mình phải bí mật cái mối tình của hai bạn này, hai bạn này quen nhau như thế nào. Vi cua khoa hay là khoa cua vi, rồi cua hết bao nhiêu lâu thì mới gặp được nhau, mới yêu nhau, rồi cái nụ hôn đầu tiên là như thế nào. Mình phải bí mật. Hay bây giờ mình thêm miếng đi, tới cái phần mà tụi nó hôn nhau làm sao nè. Thôi đừng, rồi đừng. Nó dụ Vi làm sao. Không, như vậy á, là để mọi người á, để quý vị khán giả nếu mà tò mò thì mình sẽ phải coi trọn số này, đúng không? Phải cho người ta chờ đợi đúng không? Đúng không, đúng đó. Rồi. Quý vị ơi, tôi rất tiếc mà thậm chí là muốn rớt nước mắt luôn. Phải nói cái lời là tạm biệt quý vị khán giả đang xem livestream. Để mà mong rằng là quý vị muốn tò mò, muốn biết về câu chuyện tình của Mạc Văn Khoa và bé Vi như thế nào thì mời quý vị xem trọn tập của Vợ Chồng Son và Mạc Văn Khoa. Đúng rồi, vào gọi là gì đó, vào mỗi một tối hàng tuần lúc 22 giờ trên HTV7. Đó. Đúng không? Tối Chủ nhật hàng tuần. Tối Chủ nhật hàng tuần. Tối Chủ nhật hàng tuần nha. Rồi còn bây giờ thì Quốc Thuận, chị Hồng Vân và Vợ Chồng Mạc Văn Khoa xin chào nha. Bye bye, bye bye mọi người. Chào. Rồi, vô xong livestream rồi đó. Dạ. Vô tiếp tục. Rồi, tiếp luôn nè. Quay luôn tiếp luôn nè. Rồi. Như vậy là em gửi tấm hình cho Khoa. Dạ. Khoa có phản hồi lại liền không? Dạ có, trả lời liền luôn. Trả lời sao? Dạ. Nhớ không? Sao, Khoa trả lời sao? Lúc mà bây giờ em phải hỏi cảm giác của Khoa chứ. Khi mà con nhận được cái tấm hình đó. Dạ thì sau khi nhận được hình đấy thì con cũng nói vậy hả? Rồi. Sau đấy lại rất là chẳng vậy đó hả? Vậy hả? Dạ, sau lại nhắn tiếp là em là người chụp hình đầu tiên đấy anh à? Thì vậy hả em? Bây giờ cưới về mới chẳng nhảy. Hồi đó là không có đâu đúng không? Dạ, hồi đấy thì cũng mình bản thân mình là cũng ấn tượng rồi. Cô gái và thật sự là khi chụp hình về thì mình cũng muốn biết cô ấy là ai, bởi vì là người đầu tiên xin chụp hình với mình. Thì nó có làm cái kỷ niệm mà thì lại vô tình thì lại về thấy cái tin nhắn đấy. Thì nói chung là hai đứa cũng đã ấn tượng về nhau rồi, sau về đấy mới tìm hiểu nói chuyện tâm sự và nhắn tin qua lại. Mà con chủ động nhiều hơn hay sao? Dạ thật sự thì dạ, con hả? Dạ, con. Bởi vì con là một người khá là nhút nhát dạ, trong chuyện tình yêu ạ. Xong là đấy thì mới đi làm thì làm khuya, vợ con làm khuya thì mới nhắn là hồi đấy vẫn anh em thôi. Cũng chưa biết là con nhỏ tuổi hơn thì cũng cứ xưng em thôi. Mấy hôm đấy thì làm thì vô tình xe bị hư để kêu con qua đón. Thì lúc đấy thật sự con cũng không có xe. Dạ vâng, con mới lúc con còn ở nhà một người anh họ của tụi con, anh chị họ thì con mới mượn một chiếc Attila màu đen của anh chị, thì con chạy thế con đón Vi sau đấy thì lúc ấy thật sự là tiền đổ xăng cũng chưa có đâu. Thì mình cũng chỉ nghĩ là đưa về nhà thôi, thế thì đưa với gần nhà thì lại rủ ăn bún bò sau đấy lại rủ thêm hai bạn cùng phòng ra chết nữa rồi. Mà ba tô bún bò cộng với mình nữa thì lúc đấy cái kinh phí của mình nó không đủ ăn trong áp lực cô ạ. Thì nói chung là không, mà thật là lúc đó lúc đấy nó không có tiền, em không có tiền trong người bởi vì là đúng rồi, là lúc đấy đó là nó vừa mới thi xong mà lại được đi làm rồi. Thi lại còn phải đầu tư vào cho thi cử nữa đúng không? Mà đi trên xe còn sợ hết xăng nữa đúng không? Dạ vâng. Bây giờ ăn bốn tô bún bò bây giờ sao, cuối cùng cơn giải pháp như thế nào? Anh không có mang theo tiền, nãy gấp quá anh không có mang theo tiền thì con nói với Vi đấy. Có gì lần sau thì anh thanh toán anh bù. Bởi vì lúc đấy mình cũng chưa yêu nhau mà mình chỉ đang lấy thôi, nhưng mà cái đấy là cái lần đầu gặp mặt thì cũng hơi thế. Lần sau thì con có cắm một chiếc laptop ạ. Lần sau đi chợ thì con có cắm một chiếc laptop Acer ạ. Thời sinh viên có được 800.000 ạ. Đi chơi. Dạ vâng, thì hôm đấy thì đi đón thì đủ khả năng trả. Anh hỏi Vi nghe. Cái lúc mà nghe Khoa nói là anh quên mang tiền á, thì lúc đó cái phản ứng của em như thế nào? Và em hiểu được cái hoàn cảnh của Khoa lúc đó không? Dạ, tại vì lúc đó em cũng bình thường rồi, em tự lập cũng lâu rồi đó, cho nên em cũng quen rồi đó. Em cũng không muốn mắc nợ, tại mình chưa có là gì của nhau hết mà. Lúc đó chỉ là kết nghĩa anh em một tháng rồi, rồi mới bắt đầu yêu nhau. Tức là coi như hôm đó con trả. Dạ, con trả cho bốn tôi cũng vậy. Dạ. Rồi tới lúc cầm cái laptop 800.000, có 800.000, có rủng rỉnh số tiền không đó. Là đi ăn sinh tố này kia. Hôm đó thì ăn gì? Hôm ấy thì trở về xong ăn gì? Tụi con thích ăn mấy cái như là bún riêu, bún bò, rồi quán sinh tố thôi ạ. Rồi cơm tấm với lại cơm tấm. Cũng may là chỉ bào những món rất là
Chồng đại chúng, giá tiền rất thôi là ạ. Đại chúng. Chứ mà bún bò, bào lẩu bò hay là sushi thì con cũng chết luôn. Không sau có này gì con mới bảo mấy món đó rồi lúc đó con chỉ ăn vậy thôi. Là cái đêm đó là cái như 800 ngàn là rủng rỉnh, dạ, xài thải ga đúng không? Dạ. Nạp tiền điện thoại anh, tại vì lúc đó ảnh còn xài cái điện thoại nhắn tin bằng văn bản chứ không có nhắn mạng. Dạ, một ngày nhắn, em nhớ là nhắn khoảng 84 tin nhắn trở lên, không mà nhắn rồi em nhắn nhiều lắm. Đó, nhưng cho nên là con có biết hoàn cảnh của Khoa lúc đó không? Con có biết Khoa cắm cái laptop không? Dạ lúc đó thì con chưa biết. Sau yêu nhau rồi con mới biết. Dạ, cũng giấu cô ạ. Chứ quê mình cô đi ăn rồi mình lấy anh mới cắm cái laptop này em cứ ăn đi thì nó cũng hơi ngại. Nhưng mà bây giờ là có chuột là cái laptop dạ, này không, chưa? Mất luôn rồi ạ. Đâu có chuột. Vấn đề bên này nhưng mà bị hư mất rồi, bây giờ thì hư mất rồi ạ. Dạ. Laptop là kỷ niệm lắm. Bây giờ thì có một cái laptop với lại một bộ quần áo, cái bộ quần áo mà trong tiểu phẩm độc thoại là con vẫn giữ làm kỷ niệm. Còn Vi sau đó là Khoa là tại vì vào tới chung kết của dạ. cái chương trình đó dạ. thì có nghĩa là mỗi một lần thi như vậy là Vi dạ, Vi đều đi theo để dạ, mà đều đi ủng hộ xem đúng không? Xin nghỉ làm để đi xem. Nhưng mà lúc đó là con vẫn trên danh nghĩa là giống như là con ái mộ bạn ái mộ Khoa thôi đúng không? Dạ, hay là đến, lúc đó là đã yêu nhau đến cái vòng gần chung kết là tụi con bắt đầu yêu nhau rồi. Là coi như chính xác dạ, chính thức là yêu nhau đó. Là ngày 5/6/2015 á. Nhưng mà nói về chung kết là 12/6/2015. Về cái việc gọi là tỏ tình á thì anh Khoa ảnh có anh có một cái điều gì đặc biệt trong cái bữa mà tỏ tình với Vi hay không? Dạ tỏ tình thì là em tỏ tình nhưng mà giống như là anh cũng thích em thấy thích rồi mà cứ để hoài không có thổ lộ hết, kiểu giống như là cũng quan tâm chăm sóc, hoặc là em có nấu ăn em rủ qua nhà ăn vẫn qua bình thường. Vẫn quan tâm chăm sóc nhưng mà mình để hoài không có thấy lên tiếng gì hết. Còn bực mình nữa con, cứ câm lặng. Dạ, lại nỗi niềm sao Khoa? Sao thế con? Sao không? Dạ con nói trước giờ như vậy là mình cứ bị ngại á. Nhưng mà vợ con thì lại rất là thẳng tính, rất khác tính với con, cho nên là vợ con là lúc đấy với lại kiểu như là hai đứa cũng tìm hiểu lâu rồi thì trước cái ngày quan trọng nhất trong cuộc đời ấy thì vợ con muốn là nói thật, chung nói kết thẳng không? Ra trước cái chung ngày kết, chung kết dạ, thì nói chung mình cũng ngại thôi, còn khi mà vợ mình đã kiểu như là đã lót đường, đã đánh tiếng rồi thì mình thẳng tới được không ạ? Thì con cũng bày tỏ tình cảm và tụi con thì không có, lúc đấy thì cũng không có lãng mạn gì đâu, không có một cái buổi tối gì lãng mạn để tỏ tình ở đâu, nó chỉ là qua tin nhắn, qua lời nói thôi ạ. Rất là đơn giản và bình thường thôi ạ. Nhưng mà sau đấy thì sau đêm chung kết thì con được giải nhì, và như cũng như anh Thuận nói là từ lúc mà quen nhau cái là lúc nào cũng đồng hành với con, và sau đêm chung kết thì đồng hành với con tới lúc có bầu luôn, là lúc nào cũng đi theo con, mà hai đứa đi xa quay ở đâu rồi cũng đi với nhau hết ạ. Cô lại cứ hồi lúc mà cô cháu mình quay phim chung á, cô cứ ngỡ là Vi nó là quản lý của con luôn á. Tức là vừa là vợ mà vừa là bồ vừa là quản lý luôn á. Con chuẩn bị hết mọi thứ. Đó. Nhưng mà đùng một cái Khoa coi như là được giải thưởng, được giải đứng cao và được khán giả yêu mến. Vậy thì lúc đó là khi mà anh nhớ lúc đó là Khoa hình như là chưa công khai, chưa công khai Vi đúng không? Dạ, dạ. Chỉ công khai với gia đình thôi ạ. Nhưng mà đến khi nào thì hai đứa mới bắt đầu có công khai với khán giả? Dạ, tới mà... đám cưới của anh Giang ạ, anh Trường Giang là 2018, ảnh dắt em đi đám cưới. Nhưng mà sau khi Khoa nổi tiếng, Khoa được đoạt giải đó thì Khoa có thay đổi gì không? Và dĩ nhiên là được nhiều khán giả biết tới. Rồi tiền bạc này cũng rủng rỉnh đúng không? Xô cổ. Dạ cũng có trang trải một chút ít đấy, nhưng mà game liếc các thứ quá trời. Đó, lúc đó đó. Đó. Thì nó có khác hoặc là Vi có bị một áp lực gì không? Dạ lúc bắt đầu ảnh đóng bộ phim đầu tiên, được đi đóng bộ phim đầu tiên rồi bắt đầu là nhiều người biết đến rồi thì áp lực bắt đầu, em bị áp lực nhiều ạ. Áp lực gì? Dạ như là mọi người nói em là chắc là thấy thằng này bắt đầu nổi tiếng rồi bu vào này kia, nói chung là nói em mê tiền á, nhưng mà em không có xài tiền của Khoa luôn á, đến khi mà làm vợ chồng rồi mới xài tiền của Khoa. Dạ chứ còn trước đó là em vẫn đi làm, vẫn nói chung là vẫn tự chủ được tài mà chính. Những cái điều tiếng đó là trên cộng đồng mạng hay nhắn là... tin chửi em nữa ạ? Nhắn tin riêng vô Facebook em, nhắn tin ngoài riêng nói em mê tiền ra thì còn nói em gì nữa? Dạ lúc đó thì nói em mê tiền rồi hả, như là mê trai trẻ rồi bắt đầu biết, rồi bắt đầu nói quá, nói cái gì đủ thứ hết. Sau này thì bắt đầu quay qua nói là thấy chồng có tiền, bắt đầu đi sửa sắc đẹp, nói chung là cái gì cũng nói em được hết trơn. Kệ, mình làm dâu của người lúc đầu nổi tiếng không quen thì mình, không quen thì vẫn buồn khóc, nhưng mà từ từ rồi chồng cũng an ủi. Nhưng mà những lúc đó thì Khoa an ủi vợ như thế nào? Thật sự thì lúc đầu mà khi quen nhau ấy thì mọi người nói em là kiểu như là không xứng á, không xứng với lại Vi, bởi vì là xét về nhan sắc ấy thì em thì nhan sắc ấy
ý là không nhỉnh bằng Vi. À, về sau thì mình trong nghề thì được một chút xíu rồi thì mọi người lại nói chung là lại nói là Vi là ham tiền này kia, nhưng mà lúc đấy thật sự cô cũng hiểu là khi mới vào nghề thì cũng chẳng có tiền gì đâu. Đúng. Tới ngày hôm nay thì cũng chẳng có tiền gì đâu cô ạ. Chỉ có tình cảm mọi người thôi, còn có cái thì là mình có những cái mình hơn được ngày xưa. Ví dụ ngày xưa thì mình không có tiền, mình giống như là đi ăn tô bún bò cũng không có, nhưng mà bây giờ mình bún bò mình có thể ăn được rồi. Nhưng mà khi mà làm nghề mấy năm mà còn trang trải về cuộc sống gia đình rồi bố mẹ ở quê nữa thì không phải là người có tiền gì đâu. Nhưng mà mọi người không có hiểu hết được cái tình cảm của hai đứa, không hiểu được hai đứa bên trong là cái gì. Thì mọi người nhắn như thế thì con cũng chỉ là an ủi như thế thôi. Chứ mà nhiều lúc nhìn vợ ăn buồn lắm. Nhưng mà mình thì nhưng có cái gì thì mình cứ nói thật ra thì hai vợ chồng hiểu nhau. Tới ngày hôm nay thì nói chung là hai vợ chồng có cái gì thì cứ nói thẳng với nhau ạ. Giống như là trước khi có em bé thì hai vợ chồng con thì có một cái khoảng thời gian rất là chết luôn, bởi vì là lúc đấy thì mẹ con thì xa xôi, chưa có hiểu được vợ con thì lại nghe thấy lớn tuổi, lúc đầu là không có đồng ý. Thế hai vợ chồng con thì rất là chết luôn. Xong rồi sau con mới quyết định là thôi cho hai bà mẹ con mới gặp nhau luôn. Thì gặp xong một cái là chỉ có trong vòng gần tiếng đồng hồ là bây giờ là toàn gọi cho vợ con là quý lắm. Nhiều khi không hỏi thăm con luôn, toàn có hỏi thăm vợ thôi. Có như dở mặt với con luôn ấy. Đấy, bây giờ có con gái chứ không đếch thèm có con trai. Đấy, các cụ là hay thế lắm em ạ. Tôi nhìn thương con dâu rồi, thương rồi là thương tới luôn á. Nhưng mà cái lần không, đó là đưa vợ là... về quê. Dạ không, con mẹ con vào đây thì gặp nhau luôn. Tức là các cụ ngộ lắm, tức là khi đã thương rồi là thương tới luôn. Còn lúc mà không hợp rồi thì thôi rồi, lượng ơi là cứ như mỗi người một phách. Nhưng mà thích thương rồi là đấy. Thôi nói chung là... Nhưng mà cô muốn hỏi một chút xíu là con bắt đầu có cái ý tưởng là mở bún đậu mắm tôm là từ lúc nào? Tại sao con lại chọn cái mô hình đó để con làm? Thật sự thì nó cũng là cái duyên của ạ. Hôm đấy, đợt đấy thì con mới lại con vẫn đi làm thôi, còn cũng chưa nghĩ tới kinh doanh gì đâu. Thì con có hai người cháu ở ngoài Bắc thì vào trong này, thì trước cũng học bếp. Thì vào trong này đi xin là làm phục vụ, làm bếp ở những cái quán ăn ở trong này ấy, thì làm được 2-3 tháng thì không có cảm thấy không có theo được. Thì mới quyết định thì về thì mới con là cậu. Thì mới gọi con ra thì mấy cậu cháu tâm sự thì lúc đấy nói thì thôi thì đừng có về ngoài đấy, dù gì cũng học bếp thì nghĩ ra một cái món gì đấy của ngoài mình đi, bán trong này thì xem có được hay không, thì lấy tên cậu bán. Thì tình cờ hai đứa nó mới về, nó mới nghĩ ra quán món bún đậu mắm tôm. Thì mới lại bán cái đấy thì không ngờ là được quý vị khán giả ủng hộ. Mà thật sự con đăng lên con không nghĩ được là hôm sau quý vị khán giả tới mà không dám kéo cửa lên đấy, bởi vì là mọi người tới đông quá mình sợ không phục vụ được không hết, biết và mình bị quá là nó tới quá là nhanh luôn, và không dám kéo cửa luôn, rồi chuẩn bị mới mở ra một cái là hết sạch bún luôn rồi. Xong là từ đấy thì mới mọi thứ tới đâu thì mình sẽ học hỏi thêm, mình cố gắng làm sao cho nó hoàn hảo nhất. Coi như cứ lộc tới mà ập vào mặt không thể nào đỡ được luôn á. Chính vì thế mà bây giờ nó có cái tiệm số 9 rồi, em ăn rồi luôn rồi. Thì hôm chị cũng ăn rồi. Mà em là cái người không biết ăn bún đậu mắm tôm luôn. Tại anh miền Tây, anh không ăn được cái mùi mắm tôm. Nhưng mà anh vẫn ăn được. Và bằng chứng là anh vẫn là một trong những khách hàng ở Trần Quang Khải. Anh ăn với anh Minh Tuấn hàng xanh. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Rồi, nhưng mà bây giờ quay lại cái chuyện tình yêu của tụi nó đây chị. Không phải là em tò mò đâu. Thôi, em không tò mò. Cái phần này chị nhường cho nhưng em. Nhưng mà gì nè, thế này nè. Tại vì trong mắt của anh á, là Khoa nó rất là hiền. Dạ. Và trong làm việc với nhau, Khoa nó hiền lắm em ơi. Đừng rào trước rất là sau. Hiền. Bây giờ em hỏi cho luôn đi. Cho nên anh muốn biết là trong tình yêu đó thì bạn ấy có hiền như vậy hay không? Dạ, cũng hiền lắm anh. Lúc nào cũng hiền đến bực mình á. Có chủ động để mà gọi là trong lần đầu nắm tay hay là lần đầu hôn má? Em chủ động rồi, hết hôn môi. Đừng nói em chủ động hết nha Vi. Em chủ động hết, nhưng mà có hôn môi thì ảnh chủ động. Còn em thì em thích cảm giác lúc nào đi đâu cũng là nắm tay hết, cảm thấy rất là an toàn. Tính từ cái lúc mà chính thức là bạn trước chung kết nhau, trước chung kết, trước kết là hai bạn là tỏ tình, là người yêu với nhau rồi. Dạ. Thì đến bao lâu thì mới có nụ hôn đầu tiên? Có hôn má thì không, nó không hôn má không tính đâu em. Còn... hôn má là hửi nha. Đó. Còn hôn nụ hôn đầu tiên sao con lại xấu hổ? Bây giờ đã là bố của người ta rồi, vừa chồng người ta rồi, bố của con người ta rồi mà lại còn xấu hổ là thế nào? Dạ thì sao Vi? Dạ nụ hôn đấy thì nó vào đúng ngày hai đứa tỏ tình ngày 5/6 ạ, trước cửa nhà trọ ở khu vực Đinh Tiên Hoàng ạ. Rõ luôn. Thì thật sự thì cách đây mấy năm không ạ? Dạ vào ngày 5/6 2015 đấy, cái đợt mà trước chung kết hay sao? 7 năm. Dạ, 7 năm. Thì
Thật sự thì đôi khi thì em cũng hay tập diễn ấy. Thì con đứng trước gương thì con cũng thở đưa cái mặt. Mình hay tập diễn mà thì thấy một người mà dám nhìn thẳng mặt con hôn thì cũng là rất can đảm. Cho nên là tại vì nhìn mặt con nó hơi khó hôn cô ạ. Thì cảm giác đấy, đứng trước cái dãy trọ đấy thì cũng nhìn mặt nhau thì mình cũng chủ động mình tới, thì vợ cũng tới. Sau đấy thì nhắm mắt lại thì không gian nó tối đi, thì hai bốn cái bờ môi chạm vào nhau. Và lúc đấy thì cũng như bao nhiêu cặp yêu đương khác thôi, nó rung động. Nhưng mà con chủ động và, đúng không? Dạ, và quan trọng là vợ con không bị sợ. Vợ con cũng rất là rung động luôn thì nhưng mà nó nhanh lắm, kiểu dạng chỉ chạm xíu thôi xong là rút ra. Xong là những lần sau thì mình bạo hơn một chút xíu, hôn lâu hơn chút xíu. Nhưng mà là con... trước hẻm luôn. Dạ, trước cái hẻm nhà trọ đường Đinh Tiên Hoàng ạ. Dạ, rõ. Thế nhưng mà cô hỏi thật nhá, thế trước Vi là con có mấy người yêu hay là chưa từng yêu? Dạ, trước Vi thì con nói chung là con cũng chỉ là thích thôi. Ngày xưa ở quê với lại đi học thì như là thích thôi. Còn nếu mà gắn bó và tình yêu mà trải qua cuộc sống cả vật chất cả tinh thần thì Vi là người đầu tiên ạ. Và đối với con thì con yêu thì không quan trọng là người đấy như thế nào. Nhưng mà con rất là thích sự chung thủy ạ. Hai đứa phải hiểu nhau, tin nhau thì sẽ là điều quan trọng nhất trong tình yêu. Đấy, cho nên là bị rút rát như thế đấy. Rút rát lắm. Nhưng mà sau đó là Nguyên có kinh nghiệm rồi, cho nên là nó quyết liệt hơn đúng không Vi? Dạ đó. Cũng không hơn gì mấy là chút không chút à. Ảnh cũng hay nhát cao quá đúng không? Không, lại ảnh nhát hơn những người bình thường á. Dạ, nhiều... rồi cái lúc mà chụp hình cưới thì sao? Không, có nghĩa là cái cảnh mà không có nghĩa là vậy nè, sau cái hôn đầu tiên đấy thì là đến cái hôn thứ nhì nó có đánh xoẹt một phát như thế không? Hay dạ, là nó cũng, phải đọc lại chứ? Dạ, cũng xoẹt xoẹt à cô ạ. Xoẹt xoẹt thôi. Mình kiểu mình mới cảm nhận được 3 giây thôi, nó chưa được 10 giây nữa à. Thậm chí là mình chưa cảm nhận nữa thì là không có rút ra rồi đúng không? Vì là cái bị ngại bây giờ sao? Mấy hôm bữa đi chụp ảnh cưới thế là khoan Vi, cái lúc mà chụp ảnh cưới đó thì đây nè, lúc mà tại sao anh hỏi điều đó là tại vì khi mà ở trước cái hẻm nhà trọ Đinh Tiên Hoàng đó thì tối và không có ai thì mà còn xoẹt vậy. Hú hồ chi bây giờ chụp ảnh cưới có mấy người chụp hình rồi, mấy thằng đánh ánh sáng nữa, thì cái lúc mà kêu mà chụp hôn môi thì lúc đó làm sao ta? Dạ cũng xoẹt vậy, tại tụi em chụp ảnh cưới ít hôn lắm. Nên chủ yếu là dựa đầu vào nhau thôi. Còn hôn là thợ còn nói là chưa kịp bấm máy luôn á anh Khoa là đã rút ra rồi. Sao bây giờ, thế bây giờ cô hỏi thật, cô hỏi thật đấy, trong 7 năm yêu nhau cái nụ hôn nào của nó dành cho con là dài nhất? Dạ chắc là lúc biết con có bầu á cô. Dạ lúc mà con báo là có em bé đó. Dạ. Thế lúc đó sao con? Lúc đó sao con? Kể nghe xem là. Ôi dồi ôi, con được làm bố rồi. Ôi dồi ôi, ông trời, con được làm bố rồi. Sau đó là hôn ạ. Mà hôn bụng. Ôi cái phản ứng đó giống như là cảnh kết trong phim Chị Mày Học Yêu 2 á Khoa. Dạ đúng ạ. Hôm nay là phát tập cuối luôn đó em. Dạ. Nói chung là trong phim thì nó cũng có những cảm xúc của ngoài đời ấy. Mình càng ngoài đời mình càng biết được nhiều, mình càng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thì khi vào phim mình sẽ đóng đạt hơn. Và đúng là cảm giác làm bố thì nó tới nó không khó diễn tả lắm ạ. Nó tới một phát mà giống như mình nó lan tỏa ra mà mình không biết nói cái gì, mình chỉ biết ôi trời ơi được làm bố rồi. Nó tới mà nó rất là hạnh phúc và rất là xúc động nữa. Thế nghe trong đầu con lúc ấy con nghĩ là con sẽ thích một đứa con trai hay một đứa con gái? Dạ con thì con nói thật luôn là trai với gái đối với con không quan trọng ạ. Đối với con có con là con sướng rồi, bởi vì thật sự tại con hơi khó. Hai vợ chồng con cũng lúc ấy cũng chưa cưới đâu. Cũng xác định là cưới ấy thì lại dịch thì hai đứa cũng cứ thả hơn 2 năm mới có được em bé. Vợ con thì hơi khó. Và tới bây giờ thì con bé rồi thì kể cả cũng đang muốn con nữa mà cũng chưa được ạ. Là... yên tâm, hôm nay anh Thuận sẽ chúc. Ôi giời ơi gớm, anh Thuận chúc được. Chúc hên lắm mà. Ôi hên lắm, thề. Con này không xem hên cùng mà khiếp. Chồng son à? Ôi trời ơi, cô nói con nghe nhá. Riêng mà anh Thuận anh chúc buồn cười lắm con ạ. Không biết người như này mà sao thành ông mụ thì không hiểu được. Nhưng mà con có biết không, có những cặp nhá, người ta là đây là hoàn toàn là gần như là muốn vô sinh luôn á. Đó mà tuyệt vọng luôn, mà là lớn tuổi rồi, đi bao nhiêu lâu ở bao nhiêu chỗ không có bầu. Chị biên tập của chương trình này biên tập con gì đi qua Đức rồi đó nhớ không? Thế mà có bầu con ạ. Đấy là người cả gần... biên tập đều có bầu luôn á. Có ôi biên tập chương trình Vợ Chồng Son có bầu hết rồi. Bây giờ con đi quay chương trình là đa phần là biên tập là ế hết rồi. Ôi không có bầu hết khi rồi. Khi có nhiều lắm mà đây chúc cái có bầu luôn là. Ôi trời ơi, không tôi là có một lần mà có đến 2-3 lần con ạ. Dạ thôi chơi thôi thì hôm nay hai vợ chồng con với em nắm tay nhau anh chúc cho. Hồi xíu đi. Xíu đi. Em ham quá. Em ham quá anh ạ.
là Quy ai Trúc. Từ Trúc cũng có bầu ngoại trừ Hồng Vân thôi. Không có thôi chứ thật ra là các em biên tập là dính hết luôn. Bây giờ tôi mà có bầu nữa thì kỷ lục Guinness luôn rồi. Thôi bây giờ nè, bây giờ tiếp tục luôn nha. Đó là bây giờ anh đang muốn biết cái lúc mà Khoa nó cầu hôn á, cầu hôn nó nói như thế nào và thể hiện như thế nào, có nhút nhát không Vi? Dạ, tức là cầu hôn con trước khi tức là sau khi có em bé rồi hay là trước khi có em bé? Dạ, sau khi có em bé mới cầu hôn con đây ạ, rồi tháng tư ạ. À là trước tháng tư đúng không? Dạ đúng rồi. À tức là sanh em bé rồi. Dạ. Ồ. Dạ. Ủa sao để lâu dữ vậy Khoa? Sinh em bị ngược á. Bình thường là người ta sẽ cầu hôn sau đó đi thử váy cưới rồi đi chụp hình rồi làm đám cưới. Còn có con. Tụi em lại có con, còn tụi em là có con sau đấy là cầu hôn. À có con sau đấy là đi chụp ảnh cưới, thử váy cưới rồi mới cầu hôn ạ. Đấy, tức là ngược lại đấy. Ngược lại. Ừ. Thế là, lúc ấy con cầu hôn à? À dạ cầu thật hôn sự chắc ở một nơi rất là lãng mạn đúng không? Dạ, tại quán bún đậu ạ. Bún đậu tại quán bún đậu mắm tôm. Dạ. Cơ ngơi sự nghiệp người ta mà. Dạ không phải, bởi vì là con cũng chăn trở tìm rất là nhiều nơi rồi và mình thì thật sự là con cũng không phải là một người lãng mạn lắm đâu. Trong vòng 7 năm thì chưa bao giờ làm một cái gì thật sự là bất ngờ cho vợ. Thì chỉ có mỗi một cái cầu hôn thôi. Thì sẽ phải làm một cái gì đấy mà thật bất ngờ. Phải làm cho vợ nở nụ cười trên mồm và rơi nước mắt ở trên mắt anh ạ. Thì mới tìm hiểu khắp nơi luôn. Cũng lên mạng hỏi hết mọi người là phải đi nhà hàng rồi set up nó lãng mạn, nó nến hay là trên sông hay gì đấy. Thấy mọi người làm cũng nhiều rồi mà mình lại không hợp với mình. Tạm như thì, kỳ. Dạ, suy nghĩ đi nghĩ lại thì bây giờ làm ngay tại quán mình luôn và sẽ đóng quán một hôm và tự tay mình sẽ trang trí, tự tay mình sẽ set up buổi đấy. Thì hôm đấy là đóng quán ở Hóc Môn tại cầu hôn ở quán bún đậu Hóc Môn luôn, là đóng quán luôn, sau đó là đi mua hoa về Tết rồi trang trí rồi cột, thậm chí là trang trí một cái tấm hình vuông ấy, sau đó là in hình trái tim lên, sau đó là bong bơm bong bóng thổi muốn hóp hết mồm luôn cô ạ. Uy rồi thổi bong bóng sau đó cột tay này kia rồi đính lên mà đang mua nó lại thiếu hoa. Hoa lại chạy đi mưa gió sòng sọc chạy đi mà uy rồi nó tan nát hết bầu trời nó. Đúng ngày cầu hôn mưa to dã man luôn. Và lúc ấy cầm thiếu hoa mà mời vợ, hôm đấy là mời vợ là 7 giờ là hôm đấy sẽ làm một cái bữa tiệc trước khi là đi, trước khi là làm đám cưới đấy, một bữa tiệc là tiệc độc thân này ăn kia, uống gia đình. Ăn uống gia đình thì sắp tới giờ rồi, sau đó là chạy loạn lên và đúng là cũng kịp ạ, kịp. Thì nói chung là hôm đấy mọi người thấy một tấm hình là trái tim này kia nhưng đằng sau là cột dây thừng buộc hết vào những cái can mắm 30 cân để nó níu lại được cái đấy đấy. Xong là đúng lúc vợ tới cái xong là mở lên, mở nhạc lên rồi lãng mạn dắt vợ vào, ui rồi nhìn thấy bất ngờ và cái đấy là mình cảm thấy là mình đã làm được một điều bất ngờ cho vợ trong vòng 7 năm. Sướng luôn. Dạ, vì lúc đó vì kể tiếp vì có không cái trạng thái còn sao Vi? Tại vì hôm đó bình thường là các quán là con coi camera được hết luôn, thì hôm đó cúp camera nói là sửa quán, là anh lên sửa quán rồi tối 7 giờ em lên anh nấu ăn với mọi người thôi. Thì con cũng mặc đồ rồi cũng sửa soạn chút tại gặp gia đình. Cái vừa tới là mở cái cửa kéo lên nha, là thấy nến, hai hàng nến dài đi vô tới trong rồi rải hoa đầy hết luôn, rồi nguyên một cái trái tim rồi hình hai vợ chồng. Thế là bất ngờ vợ chồng mình, tại vì 7 năm là toàn là em là bất ngờ thôi chứ chồng em là chưa làm cái gì cho em bất ngờ hết. Vậy hả? Dạ. Cô lại cứ nghĩ nó nhiều chiêu trò lắm. Dạ. Em cũng nghĩ vậy luôn chứ. Không, nhưng mà đúng là nhiều khi khó lắm cô ạ. Bây giờ giống như kiểu là nhiều khi mình thấy những khoảnh khắc đấy nó không bất ngờ đâu. Mình nhiều tặng vợ bó hoa thôi, nhưng mà vợ thì lại đối với vợ đấy là cái bất ngờ. Ví dụ sau đợt cầu hôn thì con rút kinh nghiệm. Dạ. Đó, nhưng mà thế có tặng nhẫn tặng nhiếc thì không có quỳ xuống quỳ rớt lết sẻn xuống rồi nhé anh yêu em hãy làm vợ anh nhé? Dạ có. Đúng không? Có hát không? Đó là nói xong là con khóc, con hòa lên khóc. Đúng rồi, không khóc, mình không khóc mới lạ đó. Dạ. Thế cảm còn thấy bất ngờ với mình hạnh phúc. Thế còn lúc em bé đâu? Dạ có bé theo. Con bé con theo. Dạ. Thế là bố quỳ xuống trước mặt hai mẹ con luôn. Dạ. Ôi đáng yêu thế. Mà con hai bún đậu có cười không? Dạ không ạ. Dạ, không ạ. Mặt nó không cảm xúc ạ. Cháu nó cứ nó vẫn nói niềm thôi. Mặt nó cứ thế thôi ạ. Mặt mà nó có duyên lắm. Mà cơ mà hôm đấy rất là may luôn, bởi vì là đằng trong trước khung cảnh đấy là đằng sau là toàn mắm với bát đũa ở kia đằng sau bàn ghế. Thì đúng lúc hai đứa xong xuôi hết rồi là đi vào ngồi ăn thì cái đấy nó bị sụp xuống ạ. Trời, bởi vì là gấp rút quá. Ui giời may quá. Em đấy là đang quỳ xuống mà nó sụp xuống nguyên cái hoa, nó nặng quá nó sụp xuống. Có một thằng em tội lắm thì cũng phụ ông anh là buộc rồi trang trí hoa này kia, vừa vào nhà vệ sinh vuốt tóc rồi chỉnh lại quần áo ra
vừa tới nơi cái nó sụp luôn. Ông chụp được tấm hình với anh chị luôn. Mà đúng là vừa xong cái thì nó sụp xuống. Em có thấy ngày hôm đó là ngày thử thách của em không? Dạ thử thách. Trời thì mưa tầm tã đúng không? Bởi vì trong đầu mình chỉ nghĩ là ví dụ làm một cái tấm bằng cái này rồi gắn hoa này kia, hình trái tim này kia đơn giản thôi, nhưng mà khi mình vào mình làm mình mới biết là nó trái tim nó méo 4-5 lần thì mới chỉnh lại chụp cho nó tròn, sau đấy lại phải đính vào lại. Đang đính thì thiếu hoa mà ui dùi, mà từ hóc môn chạy ra Hồ Thị Kỷ. Trời ơi, xa dữ vậy. Lại mua đấy nó rẻ. Không, nhưng mà phải công nhận là mặc dù rằng là như là tự tổ chức như vậy, nhưng mà thật ra là các bạn đã có một cái không gian nó rất là lãng mạn, đúng không? Rất là lãng mạn. Bây giờ mình sang cái phần kia đi. Đó. Cái phần mà lạ lùng đấy con, cái phần mà gọi là chắc nói xấu biết mà đúng không? Vì biết vì xem nói nhiều xấu nhau đó. Ấy con. Đó. Đấy. Chắc Khoa ở nhà nó vui suốt cho nên là không có tật xấu gì đúng không? Dạ. Chồng em chỉ có hơi ẩu tả xíu thôi, là đi đâu về là vứt đồ đó thôi chứ còn không là có tật xấu rồi. Tức là bừa bộn đúng không con? Thế còn gì nữa không? Kể nhiều ra đi em. Đoạn này là khán giả rất muốn biết đây. Dạ dạ không ạ. Nóng tính là con. Dạ con thẳng tính quá cho nên nhiều khi có cái gì con hay thẳng nhưng hay làm bích lòng. Để chút nữa Khoa nó khai. Để chút nữa Khoa khai. Chứ... còn bây giờ Vi á, Vi khai hết đi. Bao nhiêu tật xấu mặt Văn Khoa bên em khui hết đi. Nó có nhây không? Dạ cũng nhây à. Nhây hay kiểu tát cho mặt mình đó cô, kiểu ngay cho mình bực mình khó chịu. Nó có những cái tật nhây lầy nào khác ví dụ mà tát không? Em kể một vài tật điển hình đi. Dạ không, ngay chồng ngoan lắm ạ. Khó bóc phốt chồng được lắm. Thế còn bừa bộn cỡ nào? Dạ bừa bộn nếu nào? Mà không có con thì chắc cái nhà rác lên tới cao. Thế là quá bừa quăng rồi. Kiểu quăng thoải mái level đấy. Cao rồi. Xong đến lúc đi tìm đồ mà anh muốn tìm cái áo mà anh mặc hôm chương trình này hôm chương trình kia là phải con tìm, chứ tự tìm là không bao giờ tìm ra. Tại con dọn con cất thì biết. Bây giờ thì có bé giúp việc thì bé đó cất, còn trước đó là con làm không à. Là quên đúng không? Nhiều khi đi diễn về mệt cái đầu cái ỷ lại á, tại có người dọn cho nên ỷ lại. Với lại mình cũng phải có tật xấu chứ anh. Mình sống ở hoàn hảo quá nó áp lực lắm. Đôi khi em có thể là em kể về em có thể gấp bộ đồ nó rất là đơn giản thôi. Nhưng đôi khi mình cũng phải tỏ ra mình có tật xấu gì đó chứ. Mình hoàn hảo quá, vợ chủ quan anh ạ. Đừng bao giờ để vợ chủ quan trong hôn nhân, trong cuộc sống gia đình. Mà lúc nào vợ cũng phải nghĩ chồng, phải làm cái này cho chồng này kia chứ. Vợ chủ quan quá không làm gì cho mình hết, lâu lâu nó khô lắm anh ạ. Chứ còn em thật sự em không phải là người ẩu tả, không phải em nói đâu, nhưng mà trong ví dụ trong công việc kịch bản hay tất cả đồ đạc con rất là kỹ luôn, nhưng mà khi về nhà thì mình nó thoải mái xíu chứ mình cứ cả trong công việc rồi kỹ rồi về nhà cũng kỹ càng, nó cuộc sống nó không có màu sắc. Nhưng mà đôi khi thì cái quần thì mặc về thì quăng ở đấy thôi thì nó cũng bình thường thôi, bị hổ vậy dạ. Không bị hổ đó. Thế thôi, thế còn gì nữa không? Thế có mê game không hay là đó. Có đam mê gì không? Dạ đam mê câu cá, nhiều khi câu cá đâu. Sao già thế con? Câu cá già mà. Trước tuổi thế con? Dạ thì chung là con nó cũng giống như mặt của con đó. Cuộc sống của con nó cũng chậm xíu vì là mình nhiều khi mình đi làm thì mình luôn liên tiếp là mình phải vận động, mình phải chạy theo công việc. Đôi khi thì mình muốn chậm lại chút xíu, về nhà này có những khoảng thời gian thì đi ra ngoài ngoài sông, ngoài suối, ngoài bờ gì đấy thì cầm cái cần câu thả cá thì nó bình yên. Nhiều khi 4-5 tiếng đồng hồ nó trôi qua nhanh. Em ơi, làm tin ông đấy, ngồi làm câu dạ, vâng, cá thì cũng tưởng tượng là cái mặt con ấy cầm cần câu nhìn nó rất là thư thả. Đấy, nhìn nó rất là thoải mái, thư giãn. Cầm một tách trà nữa. Dạ vâng ạ. Múc đi cà phê cái xong là mặc dù trời rất nắng, có thể là 11, 12 giờ trưa đi câu cá ấy. Cho nên là da nó đã đen rồi thì nó cứ liên tục đen như thế ạ. Bởi con không có, ví dụ như là lâu lâu vợ ông nói là đi spa gì này dạ, kia với vợ cho nó vui thôi. Dạ có, đi chăm da giống như chăm 10 ngày thì đi câu cá một ngày là coi như xong. Đúng rồi. Cũng như không, ông trả lời cho nắng vậy đó. Gọi là cái đam mê ạ. Khi cũng bực mình nhưng mà chồng nói là anh chỉ có đam mê câu cá thôi, anh không đam mê gì khác hết, em mà còn cấm nữa thì sao được thì thôi. Thế thời gian nữa lại thêm cờ tướng nữa đây con ạ. Đấy. Câu cá với bida, con bida thì ít hơn, mà câu cá có khi nhiều khi một ngày được nghỉ là chỉ có gặp chồng con được buổi tối vài tiếng thôi. Con như là vợ, đi cả ngày. Ấy, vợ con càng ngày nó càng nhuận, thế con có ghen không? Có ghen không con? Dạ không, cô con thèm được ghen mà không ghen. Không ghen à? Dạ. Từ lúc yêu đến bây giờ luôn con thèm được cảm giác chồng ghen. Về ghen thì chỉ có vợ là ghen con nhiều thôi, còn con thì không ghen luôn. Chưa bao giờ. Bởi vì là quan điểm khi con yêu là con phải tin. Nhiều khi tin quá mà không ghen, nhiều khi mình cũng cảm thấy không biết có thương mình không. Lúc đầu con nghĩ vậy, không biết có thương không mà sao không thấy ghen. Thật sự một người đàn ông mà hoàn hảo như con không thể nào mà vợ mình có thể mà ấn tượng với một người chàng trai khác được.
thật sự luôn đấy, bởi vì con rất là tin tưởng luôn. Phải nhiều lúc mình nhìn vào gương mình nói một người đàn ông như thế này thì vợ làm sao mà có thể bị cuốn hút bởi một người đàn ông khác được chứ. Mình quá hoàn hảo đúng không? Dạ vâng ạ. Mắt mơ màng đó. Dạ vâng, cho nên là con rất là tin tưởng luôn. Nhưng mà cô hỏi này, ví dụ như là khi mà chẳng hạn hai đứa cùng xem chung một bộ phim nào đó chẳng hạn, mà vợ con nó buộc miệng lên nó khen cái chàng trai ở trong phim nó đẹp, ui anh nó đẹp dai quá này, con khó chịu không? Dạ không ạ. Chỉ có con buột miệng thôi là khó chịu với con thôi, chứ còn vợ con buột miệng em ấy xinh quá là mệt. Vợ con nói thật luôn, con nó không ấy, còn bởi vì nó cứ bù trừ cho nhau á. Ví dụ như vợ con rất là nóng tính luôn, thì con lại hay bị cản nể, con lại bị hiền, thì hai bên nó xô bù nhau. Chứ mà hai vợ chồng cùng nhau nóng tính thì khó mà sống chung được với nhau lắm. Cũng giống như là con không có ghen thì vợ con lại quá ghen. Rồi bây giờ nhân đây nói luôn đi. Đó, những cái tật xấu của cô ấy là gì? Dạ, tật xấu của vợ con thì thứ nhất là nóng tính ạ. Là cực kỳ nóng tính luôn. Nóng tính như thế nào không? Cái đồ nóng tính của bạn ấy là như thế nào? Bếp lửa bật lên. À, giống như cái bếp ga anh bật phát là lên lửa luôn ấy. Thế nó có đánh con bao giờ chưa? Dạ có cắn con một lần ạ. Cắn thừa sống thiếu chết không? Dạ bây giờ vẫn còn sẹo luôn ạ. Lâu chưa khoa? Dạ vâng, cũng lâu rồi ạ. Lúc đó chưa cưới. Lúc đó chưa cưới luôn. Dạ. Ủa nhưng mà chưa có cái đợt đó nó phải nặng lắm cho nên mới cắn luôn. Dạ ghen đấy ạ. Ghen đấy. Ghen với ai? Ghen trong nghề hay ngoài nghề? Hay là ghen phong long ở trong một người bạn nào đó? Bạn đấy chỉ là hiểu lầm thôi. Con đi có bạn con dẫn bạn con đi ăn thì con đi ăn với lại bạn của với lại bạn con nữa thì bạn của bạn không đấy cũng không nhớ là vì sao nữa, nhưng mà đôi khi thì nhiều khi mình đi làm về mệt quá thì khi mà vợ mình hiểu lầm mình thì mình lại cũng có những cái mà cái câu nói nó bị không bị ngắn gọn quá, bị giống như kiểu là xúc tích con thì không bao giờ con chửi hay là gì vợ đâu, nhưng mà con hay im lặng lắm. Ví dụ như là trong cái lúc cãi nhau thì con ít khi con nói lắm, để nói chán đi, xong là một vài tiếng sau hay nửa ngày sau thì con mới bắt đầu là nói chuyện lại rồi. Thì lúc đầu thì ghen lắm, nhưng mà bây giờ bắt đầu là từ từ cái ghen đấy nó bớt dần và khi mà quen bé rồi thì bây giờ thì nóng tính ấy thì nó sẽ bớt hơn nhiều so với vợ con ngày xưa, thì bớt hơn một nửa rồi. Và rất là thẳng tính luôn ạ. Và nhiều khi là ví dụ như trong một quản lý một cái quán thôi thì đôi khi thì nhân viên thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều vấn đề, thì đôi khi mình cũng phải là mềm mỏng một chút xíu. Đây thì thẳng quá thì nhân viên nhiều khi sốc ạ, nhân viên sốc đúng rồi. Nhưng mà con thì lại bị cản nể quá, con là nhiều khi lại chiều nhân viên quá, cho nên là đôi khi nhân viên là cũng phải có người này người lại. Kia cô chứ hai người đứa đều mà lúc nào cũng phải khác nhau dạ. Nhưng mà vậy cũng hay, giống như Khoa nói đó, là một cái sự bù trừ lẫn nhau. Đó, còn tật xấu gì không? Nóng tính này hay ghen này với lại hết, bây giờ hết ghen. Ghen mà ghen bây giờ cũng còn ít. Bây giờ thì ít rồi ạ. Thời gian mới yêu nhau là mới lúc đấy là em không hiểu được cái bên nghệ thuật nhiều, cho nên nó nhiều khi thấy đóng chung với người này người kia mình cũng buồn cô. Đấy, cảnh mấy cái cảnh mà thân mật cũng buồn, hoặc là nhiều khi bạn bè đi chơi chung thì em không có biết mấy người bạn đó, mấy người đó chỉ là bạn của bạn thân ảnh thôi. Thì đi chung tự nhiên mình cũng thấy buồn, mình tự nhiên lúc đấy con cảm thấy tự ti á. Sao á, xong rồi con ghen. Nhưng mà cái đó là trước đây, còn bây giờ là hết rồi đúng không? Dạ, bây giờ thì cải thiện. Dạ, bây giờ kiểu lâu lâu hơi ảnh mà thí dụ đi đóng với ai mà đẹp đẹp xíu thì cũng sướng ha, thì kia nói vậy thôi, trong lòng cũng buồn xíu là thôi à, chỉ thoáng qua như vậy thôi. Nhưng mà có ghen với khán giả không? Dạ không ạ, em mà thấy khán giả mà tới ôm hoặc là chụp hình với ảnh em mừng lắm ạ. Nói chung là ít ai nhắn tỏ tình hay là gì với em lắm, giống như các ca sĩ hay là diễn viên khác thì có thể là nhiều người mà nhắn, ví dụ như là khán giả thật sự luôn, bởi vì là họ mến mộ và có hay có cảm tình nữa. Còn mọi người khán giả nhắn với con thì đa phần chỉ là diễn hài có duyên hay là diễn hài mà cười thôi, còn chưa bao giờ mà kiểu như là tỏ tình mà kiểu như là yêu đương đâu. Rồi còn tật xấu gì nữa không? Có những cái tật như là các quý bà thời 4G chẳng hạn là đi mua sắm online à? Có dạ vâng, thật sự thì shipper biết cả tên mẹ vợ, biết cả tên em vợ, và tới bây giờ biết cả tên con chó nhà con luôn rồi ạ. Bởi vì là ship hàng cho nhà con rất nhiều luôn, đôi khi con ra con lấy hàng xong rồi điện anh ơi con thằng đen nó vẫn ở ngoài nhá, anh vào anh khóa cửa, là anh ra anh dắt nó vào đi chứ mất công khóa cửa nó mất. Là biết đen, tên tất cả mọi người luôn, và bây giờ biết tất cả các ngõ ngách để ném đồ vào rồi, bởi vì là nhiều khi không có ở nhà đấy. Chết dở. Nói chung là ở nhà thì mua cho con không có gì đâu ngoài đồ, và đôi khi thì nhận là vẫn một câu cái này em mua cho con, cái này em mua cho con. Và đúng là nói chung là lướt mạng xã hội thì có thể chán, nhưng mà lướt những trang mua hàng thì không chán bao giờ. Lướt hoài không bao giờ chán. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay thì Mạc Đăng Khoa muốn vợ mình thay đổi điều gì? Vậy thôi anh ạ.
không thay đổi gì hết. Có bớt mua sắm không? Ghen thì cũng đã bớt ghen rồi, nóng tính thì cũng đã bớt nóng tính rồi. Mua sắm thì thôi bớt mua sắm đi, cũng phải ước một điều chứ con. Đúng không? Tự dưng mình không... có được một điều con... ước sao mà mình không dại gì mình không ước. Con cũng hoặc là bớt cái gì chứ. Con không thích thích là bớt mua sắm. Bớt mua sắm đi. Nhiều khi mua những cái con có mua rồi mà con quên. Dạ đúng rồi cô. Có cái con mua 2-3 lần luôn á. Thì chưa. Dạ với con còn nói với shop là chắc giao lộn cho con nhưng mà không phải, con coi lại là con đặt rồi. Wow, quên đó. Dạ. Con bé kia nó nhưng nhỉnh lên một tí nữa nó biết dùng điện thoại rồi đó. Nó sẽ đồ lại y chang mẹ nó. Là lại mua là đến mấy tập người mua ấy. Thôi ước đi, vợ ơi, ước đi, bớt bớt lại tí. Ước à? Ước đi con. Không, nhưng mà điều ước thì nó phải con muốn nó lớn hơn, lớn hơn xíu nữa. Còn mua đồ thì dạ. Không, thì thế tùy con mà nị. Thế bây giờ Khoa muốn điều gì? Tùy con muốn điều gì ở Vi nè? Đó. Nếu mà bớt cái điều đấy đi thì vợ con là perfect hoàn hảo đấy. Dại gì mình không ước? Bớt nóng tính hay bớt mua sắm? Hay bớt con mong là bớt suy nghĩ ạ. Dạ, bớt suy nghĩ nặng nề, bớt suy nghĩ nhiều một chút xíu đi. Đôi khi thì mình cứ sống nó thoải mái thôi. Mình đã tiện lấy nhau, đã có con với nhau rồi, làm đám cưới nhau rồi, tin tưởng nhau. Không nên bớt suy nghĩ nó quá nặng nề. Suy diễn bắt đầu suy diễn từ lúc có bầu ạ. Lúc đấy là khoảng thời gian đấy thì ở nhà không có đi theo con nữa. Thì bắt đầu là nhiều khi là thấy con không về đi đâu là bắt đầu là vẽ ra cả một bộ phim luôn ạ. Cả một bộ phim luôn, có đầu có đuôi có kết luôn. Thì bây giờ thì lúc ấy là bởi vì ở stress mà, bởi vì mấy năm trời đi theo con, lúc nào cũng có nhau, thì từ khi con bé có bầu là không đi theo con nữa. Và thì đôi khi hay suy diễn suy nghĩ nhiều quá. Bây giờ là bớt suy nghĩ lại. Bớt suy nghĩ lại, bớt suy diễn lại. Bớt suy diễn lại. Rồi thế còn Vi có muốn Khoa thay đổi điều gì không? Hoàn hảo quá rồi đúng không? Dạ. Em cứ nói thẳng ra. Thì giống như lúc cưới thì em nói là chồng em là đối với ai em không biết, nhưng mà đối với em thì rất là hoàn hảo. Nên là em chỉ muốn là công việc của chồng em lúc nào cũng thành công hơn. Rồi chồng sẽ đi ít đi câu cá lại để ở nhà chơi với con với vợ nhiều đó. Hơn xíu. Với lại một cái nữa là đi đâu về là hung con rồi phải hung vợ nữa. Giờ hung con hay không chưa? Ôi đó là rồi. Một cái điều ước là chính xác luôn á, một cái mong rồi. Muốn quá tuyệt vời bây giờ luôn. Chốt một mong muốn thôi nãy giờ. Không có quyền mong muốn nhiều thứ là em mong muốn, còn cái ước là em nói là anh phải yêu thương em giống như hồi trước vậy đó. Bây giờ anh dành cho con 9 phần, em có 1 phần thôi. Hai mẹ con phải ngang nhau chứ. Chưa. Chứ mai mốt con mà đẻ nữa là con dẹp qua một bên luôn á cô, dành hết cho hai đứa con rồi con là dẹp qua một bên luôn. Hôm nay con mới nghe được cái điều đấy đấy. Dạ. Thấy chưa? Thật ra đôi khi thì mình thấy nó mọi thứ nó lướt qua nhanh quá, về thì thấy con thì nựng con ôm con một cái, nhưng mà đôi khi thì cũng quên vợ cô ạ. Thì cũng là cái mà, nhưng mà lần sau thì có gì cứ nói thẳng luôn. Đúng, nói thẳng với anh chứ đừng có để trong lòng lâu như thế. Đúng rồi. Anh đang định nói nha. Anh cũng vậy đó, anh là cũng là một người mà rất là mê con. Dạ. Nhưng mà cái vợ đó anh thì mình là vui nói liền luôn. Dạ. Vợ anh là chặn đứng liền đó. Anh bay về lúc mà mới có Kennedy đó à. Bay về hôn con không? Là mấy lần mình không để ý, mình cứ nghĩ là bay về hôn con. Đây mấy lần sau cứ chỉnh. Hôn con mà không hôn vợ gì hết. Cả em cả thằng Khoa là phải học chú Tuấn. Học chú Tuấn chồng của cô á, cho tới giờ phút này luôn. Chị nói em biết, đi ra khỏi cửa là hôn vợ. Về đến nơi là phải ôm vợ, hôn vợ đầu tiên. Không, cái đó là cô không ép nha, mà cái đó là nó mình cảm giác là một cái bản năng của chú hay sao. An toàn nữa. Mà con có biết cái cảm giác đó nó vô cùng hạnh phúc không? Thực ra cô chả cần cái gì ngoài cái đó, đúng không con? Thế cho nên là giờ con phải bắt trước chú nhá. Nhớ nhá. Em cũng bắt trước luôn nha. Bắt trước nha. Thôi bây giờ nhân hôm nay nè, một cái kỷ niệm nha. Xong đi rồi anh chúc. Anh chúc nha, anh chúc là dính đó nha. Thì bây giờ đó anh muốn Khoa ha, nhân hôm nay mình đàn ông mà đúng không? Có cái điều gì đó, có một cái lời gì đó với vợ mình hay không đó, dành một cái lời nói, một cái sự bày tỏ gì đó với bởi vì trong chuyện ngày hôm nay. Thực ra cô thấy vậy nè, cái tâm trạng của Vi á, là cô có thể cô có hiểu được một chút đó Khoa. Có nghĩa là gì nè, quen với con từ lúc mà con còn là một cái gọi là một người mới tin ở trong nghề đúng không, đó đồng hành với con suốt luôn như vậy là 7 năm rồi. Thì cái đám cưới mới diễn ra cách đây là 2 tháng thôi, đúng không? Thì thực ra qua cái đám cưới đó thì mới thực sự là danh chính ngôn thuận với tất cả mọi người trong nghề cũng giống như là đối với khán giả.
thì như nãy con vừa mới nói đó, hôm nay lên lại mặc cái bộ đồ cô dâu chú rể, tự nhiên cái cảm giác nó ùa về đúng không? Thì chắc chắn Vi cũng sẽ như vậy. Nhưng mà hôm nay đây sẽ là lần thứ nhì một cái hình ảnh mà nó lan tỏa tất cả, gọi là một cái sự danh chính ngôn thuận ha, khắp cả nước rồi cả nước ngoài luôn, đúng không? Thành ra là ngày hôm nay nếu mà con làm được một cái hành động mà phải nói là tình cảm nè, lãng mạn nè, với Vi là cô ấy sẽ rất là hạnh phúc. Cái đó là cô nói nghiêm túc đấy. Rồi. Ngồi ở đó hay đứng lên gì đều được. Mắt hấp hiêm mơ màng nhìn Vi đi. Nhìn Vi, nhìn vợ đi đấy. Đừng nhìn tôi. Tại sao mà lần mà nhìn thấy em mặc chiếc váy cưới là anh cảm thấy rất là hồi hộp và nó như là lần đầu ấy, bởi vì để mặc được chiếc váy cưới này em đã phải thiệt thòi rất là nhiều, phải chờ đợi rất là lâu, và tới khi thì cái gì mà cách đây hơn 2 tháng thì hai vợ chồng cũng đã mặc rồi và mọi người cũng danh chính ngôn thuận rồi, nhưng thật sự cái gì đó là thiệt thòi thì nó mãi cũng vẫn sẽ là cái ký ức của mình, dù anh có bù đắp thế nào đi nữa thì nó cũng không thể nào mà bằng được đúng, ví dụ như là đúng hai đứa yêu nhau cưới nhau sau đó thì nó theo trình tự, nhưng mà có thể là mình hơi thiệt thòi một chút xíu như anh đã nói rồi. Khi yêu anh thì em đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi, thì anh sẽ cố gắng bù đắp cho em không chỉ là 1 năm 2 năm mà sẽ là suốt cả cuộc đời này. Và có cái gì mà em cảm thấy anh không được một cái là cứ nói thật với anh, nói thẳng với anh luôn, bởi vì điều ước của anh cũng là chỉ mong em không phải suy nghĩ nhiều nữa thì thôi, hai đứa cứ chia sẻ thẳng thật với nhau. Còn đúng là thời gian gần đây thì hôn con nhiều hơn, thì ngày hôm nay ngay tại đây mình hôn nhau một phát em nhé. Trời ơi. Dạ. Tôi xúc động quá đi mất thôi. Đấy. Vì tôi khóc quay đi kìa. Tôi quay đi. Xúc động lắm á. Dạ, con muốn cô và anh chứng kiến nụ hôn này. Dạ, tôi chứng kiến luôn. Dạ, vâng ạ. Không chỉ có anh đấy, tôi làm tóc không phải tự dưng mà tôi làm đâu nhá. Dạ, vâng ạ. Mà còn có hàng triệu khán giả đang xem đấy nhá. Lần đầu tiên và mấy năm nay thì nụ hôn nó hơi chớp nhoáng một chút xíu. Thì hôm nay mình làm lâu một tí em nhá. Chung là lãng mạn, nhưng mà con người anh là nó vẫn nhây nhây một chút xíu, nên là cuộc sống nó phải vui, đưa mồm đen. Rồi, đẹp. Trời, quá, đáng yêu, quá yêu mất. Hôm nay là chắc là lần đầu tiên mà hôn lâu như thế ở trước máy quay với lại công khai đấy. Công khai luôn nè. Là lâu rồi đó hả? Dạ. Không không, ý là mạnh dạng, nếu mà ấy thì nó sẽ lâu hơn xíu, nhưng mà hay là đầu tiên hôn lâu như thế ạ. Đấy, thôi bây giờ chúng ta đến lời chúc của ông mụ nhá. Rồi. Dạ. Để anh năm sau làm sao mà tụi con không những là em ơi có tin vui mà lại một cặp luôn thì có mà chết nhỉ. Chị ơi, em ngứa mồm ngứa mỏ quá. Em nói đi. Em nói đi. Thôi anh chúc cho hai vợ chồng Mạc Văn Khoa ha, Duy Vi ha, sẽ sau chương trình này các em sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa, và có cái gì là phải thẳng thắn, phải nói thật với nhau, không được giấu giếm và không được suy nghĩ và suy diễn ở trong đầu nữa nha. Rồi chúc cho hai đứa trong năm nay bác sĩ báo tin vui, và qua năm sau sẽ xuất hiện cậu ba bún đậu đến với gia đình họ Mạc, và đây sẽ là tin vui cho cả hai bên gia đình và là tin vui của ông bố Mạc Văn Khoa và mẹ Vi nha. Trời ơi, đấy, em cảm ơn anh ạ. Dạ vâng, có phát báo luôn. Dạ, với một người chúc đâu bầu đó như anh ấy thì em thấy rất là vui luôn, và hy vọng rằng điều chúc của anh sẽ thành hiện thực ạ. Yên tâm nha. Còn bây giờ